Vâng, xin hân hoan chào đón tất cả các quý vị khách mời là các cán bộ giảng viên cùng toàn thể các bạn sinh viên đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay để cùng tham gia chương trình Talk Show với chủ đề Ngôn ngữ lập trình PHP dưới góc nhìn đa chiều từ nhiều thế hệ. Vâng, và tôi là MC Trung Kiên, người kết nối chương trình ngày hôm nay. Vâng, chương trình được tổ chức bởi Phòng Quan hệ Doanh nghiệp kết hợp cùng với Bộ môn Công nghệ Thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, với sự góp mặt của các diễn giả khách mời là những người rất là quen thuộc đối với tất cả các bạn sinh viên trong hội trường cũng như là cả ngành công nghệ thông tin chúng ta ngày hôm nay. Và các bạn ơi, để trước khi bắt đầu chương trình chính thức thì ban tổ chức đã chuẩn bị chúng ta rất nhiều những phần quà thông qua một mini game nho nhỏ. Thì các bạn có muốn tham gia mini game này không ạ? Đó, ai tham gia mini game muốn nhận quà giơ tay đi tôi xem nào. Đâu ạ? Ít quá. Thế thì nổ một tràng vào tay để sẵn sàng tham gia mini game đi ạ. Rồi, và mini game của chúng ta hôm nay sẽ có tên là Người ấy là ai? Các bạn có hay xem Hoa hậu không? Ở đây các bạn nào hay xem Hoa hậu nào? Rồi, chúng ta đều biết rằng là khi mà giao lưu giữa Hoa hậu ấy thì có một cái mini game nhỏ nhỏ là nhìn tên bộ phận và đoán đây là Hoa hậu nào. Thế thì bây giờ trong hội trường ngày hôm nay của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn bộ phận trên khuôn mặt của các vị khách mời để đoán được rằng là đó là vị hoa hậu khách mời nào. Nam Vương và hoa hậu cũng được. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ban tổ chức sẽ chiếu một bộ phận trên cơ thể ạ. Rồi, bây giờ nhá, khi ban tổ chức chiếu bộ phận trên cơ thể, chúng ta giơ tay thật cao, được chưa, để giành quyền trả lời. Vâng, và hình ảnh đầu tiên đã được chiếu rồi. Thì các bạn có nhận ra đây là ai không ạ? Bạn nào biết có thể giơ cao cánh tay lên để trả lời cho tôi được không nào? Nhận quà. Ôi dồi ôi, người này mà không biết là sao không học được công nghệ thông tin đâu. Không biết à? Không biết là ai luôn. Gợi ý nhá. Đây là một thầy ở trong ngành công nghệ thông tin. Một thầy mang chức tước rất là cao đấy. À rồi, bạn nam áo nâu, đúng rồi, áo sơ mi nâu. Mình chuyển mic cho bạn đi ạ. Rồi, không biết là bạn có thể giới thiệu qua bản thân cũng như là câu trả lời của bạn được không nhỉ? Hoàng Quang Thắng ạ. Vâng, thầy Hoàng Quang Thắng. Rồi, không biết là có bạn nào có câu trả lời khác không ạ? Chưa chắc đây là câu trả lời sai đâu. Có bạn nào không ạ? Có vẻ khó quá. À cuối, anh ở cuối cũng muốn tham gia à? Rồi ok, chuyển mic cho anh luôn đi ạ. Rồi. Alo ạ, chào anh và các bạn ở đây. Em tên là Vũ Đình Hùng. Em sinh viên kỳ 4 ngành web. Và câu trả lời của em là thầy Nguyễn Đức Anh Tuấn. Tuấn LTA. À, Nguyễn Đức Anh Tuấn. Rồi, không biết là thầy Nguyễn Đức Anh Tuấn có phải câu trả lời chính xác không ạ? Nào, xin mời ban tổ chức cùng bật mí đi ạ. Vâng, đây là một câu trả lời chính xác, một tràng vào tay cho bạn. Phần quà thì cũng sẽ được gửi tới bạn ngay bây giờ đây. Nào, đây là thầy Nguyễn Đức Anh Tuấn, chủ nhiệm của bộ môn công nghệ thông tin. Đây là chủ nhiệm của bộ môn chúng ta đấy. Ở đây có bạn nào tân sinh viên không nhỉ? Có vẻ là cũng có một số bạn tân sinh viên. Thì là chúng ta chưa thể biết được đây là thầy nào. Rồi ok, chúng ta sẽ sang một câu hỏi tiếp theo. Bây giờ cơ hội còn rất nhiều, quà còn rất nhiều, ai đi ạ? Nào giơ tay đi ạ. Rồi bạn đầu tiên ngồi ngay đằng sau luôn. Hello, xin chào ngay được của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên của cái đơn vị ADV. Không sao, mình nghĩ là giọng của bạn là cũng đủ cho hội trường nghe rồi. Vâng, em chào anh và tất cả mọi người có mặt ở đây. Em tên là Nguyễn Văn Quân ạ. Và em xin đón đây là thầy Trần Trung Quyên. Trần Trung, 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 Trần Trung, Trương, Trương Công Kiên ạ. À, thầy Trương Công Kiên à? Dạ vâng. Đã đúng chưa ạ? Nhưng mà là xét sang này. Nhưng mà thì đang để là không nghe hết. Đã luôn là... Tật mí mất rồi. Tên nào mà chạm vào tay cho bạn đi ạ.
Vâng, đúng là thầy Trương Công Kiên rồi. Bạn có hơi nhầm lẫn một chút, nhưng mà thôi không sao, đã có cơ hội sửa sai, bạn sửa sai ngay lập tức. Rồi, một phần quà dành cho bạn. Các bạn có muốn nhận thêm những phần quà khác không ạ? Phần quà to hơn thì sao? Có bạn nữ nào ở đây chưa có người yêu không nhỉ? Có bạn nữ nào chưa có người yêu thì đây là cơ hội cho các bạn nam chúng ta đứng lên. Biết đâu là chúng ta đẹp sắc, các bạn nữ nhìn thấy thì sao? Thì không chỉ là phần quà này thôi, chúng ta còn có tệp đính kèm mang về đấy. Rồi, câu trả lời, câu hỏi tiếp theo đi ạ. Mình sẽ đến câu hỏi tiếp theo đi. Rồi, đây là chủ nhân. Ai là chủ nhân chiếc chán mênh mông này? Ai ạ? Ai nào, ai nào? Chiếc chán rất là mênh mông. Vâng, theo mô tả của ban tổ chức thì đây là một chiếc chán mênh mông. Thế ai là chủ nhân của chiếc chán mênh mông này ạ? Nào, chúng ta toàn hot boy thôi. Ngành công nghệ thông tin của chúng ta toàn... Không biết cùng quý báu đã được dần lộ diện rồi. Và đó là những vị khách mời chính của chương trình ngày hôm nay của chúng ta trong chương trình Talk Show ở ngôn ngữ lập trình PHP dưới góc nhìn đa chiều từ nhiều thế hệ. Vâng, ban tổ chức xin được vinh dự giới thiệu những khách mời được tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Đó, về phía doanh nghiệp xin được giới thiệu anh Đỗ Xuân Nguyện, Project Manager tại 2NF Việt Nam. Anh Nguyễn Viết Mạnh, Tích Lít tại VML Holding. Vâng, và về đại diện nhà trường có cô Nguyễn Thị Quỳnh, trưởng phòng quan hệ doanh nghiệp. Thầy Nguyễn Đức Anh Tuấn, chủ nhiệm bộ môn công nghệ thông tin. Và thầy Hoàng Quang Thắng, trưởng môn thiết kế web Backend. Vâng, và tham dự chương trình ngày hôm nay chúng ta còn có các thầy cô, các giảng viên bộ môn công nghệ thông tin, cán bộ phòng quan hệ doanh nghiệp, phòng media cùng các bạn. Và cùng với các bạn sinh viên của chuyên ngành công nghệ thông tin, chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay giòn giã nhất để chào đón nhau đi ạ. Vâng, những vị khách mời họ có mặt ở nơi đây để cùng chia sẻ cho các bạn sinh viên những góc nhìn đa chiều về một loại ngôn ngữ lập trình rất phổ biến đối với ngành IT, đối với dân IT của chúng ta, đó chính là PHP. Các bạn ơi, các bạn biết PHP là gì không ạ? Vâng, thế thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được PHP là gì, ngôn ngữ lập trình PHP là gì, vai trò của PHP trong việc phát triển phần mềm, và cuối cùng là những ưu nhược điểm của ngôn ngữ PHP. Tất cả sẽ được các diễn giả, những khách mời sẽ được chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và không còn để các bạn chờ lâu hơn nữa, ban tổ chức xin được kính mời lên sân khấu với các vị khách mời, anh Đỗ Xuân Nguyện ạ, anh Nguyễn Viết Mạnh, thầy Hoàng Quang Thắng, thầy Tống Văn Đức cùng với thầy Tạ Văn Định. Xin được vinh dự kính mời lên sân khấu ạ. Vâng, cùng nổ một tràng vào tay để chào đón các vị khách mời đi ạ. Vâng, và ngay sau đây đó chính là phần giao lưu giữa các vị khách mời. Và MC cũng xin nhường mic lại cho thầy, thầy Tạ Văn Định, để thầy có thể điều hành chương trình luôn. Alo. Xin chào các bạn sinh viên ạ. Vâng. Alo. Qua phần mini game vừa rồi thì các bạn đã thấy chương trình của chúng ta bắt đầu nóng lên chưa ạ? Rồi, ok. Rồi, vậy thì để chương trình chúng ta bắt đầu nóng hơn nữa thì sau đây sẽ là phần giới thiệu qua về diễn giả của chúng ta, được chưa ạ? Để không phải các bạn chờ lâu nữa thì đầu tiên thì em xin mời các bạn diễn giả ở trên đây giới thiệu sơ qua về bản thân và kinh nghiệm làm việc của mình về ngôn ngữ lập trình PHP. Và bật mí cho các bạn sinh viên biết được là cái cơ duyên nào để đưa các vị diễn giả vào ngôn ngữ lập trình PHP ạ. Vâng.
Em xin mời anh Nguyễn đầu tiên được không ạ? Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào trân trọng đến quý các thầy cô của trường đào tạo FPT Poly. Xin chào các bạn sinh viên. Mình xin tự giới thiệu, mình là Lê Xuân Nguyện. Mình thuộc thế hệ 8X. Mình bắt đầu làm lập trình PHP từ năm 2012 đến giờ. Hiện tại cũng đang làm PHP và cũng song song đó với một số ngôn ngữ lập trình backend khác nữa. Thì nói về cái cơ duyên đến với lập trình PHP thì là như này. Cái năm 2012 là mình có một người bạn làm lập trình PHP cũng từ năm 2009 thì cũng được khoảng 3 năm rồi. Thì đấy PHP cũng là một ngữ rất là hot. Gần như là đi đâu mình nghe đến người ta nói về PHP. Và bạn mình cũng đã tham gia xây dựng cái framework ấy và mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất là cuốn hút mình. Và mình đã tìm hiểu về PHP, làm PHP từ đó. Okay. Cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh Nguyễn ạ. Vâng, tiếp theo em xin mời anh Mạnh giới thiệu qua về bản thân của mình được không ạ? Ok, chào tất cả mọi người. Thì hiện tại mình là Mạnh. Hiện tại mình đang làm tech lead bên công ty VMO ở Duy Tân. Thì mình đến với PHP thì nó cũng một phần là cơ duyên gì đấy thôi. Cũng tham gia những khóa học về PHP, cũng đi những cái talk show như các bạn bây giờ này. Đó, cũng ngồi ngóng các anh các chị đi trước, gọi là truyền tí lửa vào, cho nó có tí lửa. Sau đó mình cũng thấy tại cái thời điểm mà mình tham gia học ấy, nó cũng vào tầm 2011-2012 ấy, thế đó thì các ứng dụng mobile nó chưa phát triển. Nên các bạn thấy là hầu hết mọi người đều tiếp cận cái công nghệ thông tin và các cái thông tin tin tức các thứ đều qua trang web hết. Thời đó PHP là một ngữ cực kỳ mạnh và phổ biến. Nhà nhà làm PHP, người người làm PHP. Đó. Thì cơ duyên nghĩ rằng thời đó mình nhận thấy cái xu hướng đó cũng như là việc các anh chị chia sẻ phía trước. Đó thì đấy là một cái động lực để cho mình gắn bó đến bây giờ. Tất nhiên là mỗi thời mỗi khác. Nhưng mà với mình thì PHP thì nó là một cái ngôn ngữ đầu tiên là mình học. Và hiện tại mình vẫn đang gắn bó với nó. Đó. Thì hy vọng là thông qua buổi talk show với các anh chị đi trước có kinh nghiệm ở đây thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm cái tinh thần và động lực để có thể là lựa chọn ngôn ngữ này là một cái ngôn ngữ mà nó sẽ giúp cho bạn ổn định cũng như là phát triển thêm về sau. Cảm ơn. Vâng. Rồi, tiếp theo sẽ là một người thầy chắc là ở dưới các bạn không còn xa lạ đấy đúng không ạ? Vâng, em xin mời thầy Hoàng Quang Thắng ạ. Rồi, vâng, xin chào các vị khách mời và xin chào tất cả bạn sinh viên. Thì thầy giới thiệu, thầy là Hoàng Quang Thắng. Thì hiện tại là thầy đang giữ vị trí là trưởng môn web backend của ngành công nghệ thông tin. Thì cái thứ nhất là cái cơ duyên mà đưa thầy đến với cả ngôn ngữ PHP thì thầy có kinh nghiệm, thầy làm nghiên cứu và làm PHP từ năm 2016 cho đến nay. Thì cái hồi mà thầy học PHP, thầy theo PHP thì hồi đấy trong trường đại học của thầy là không dạy PHP. Thì lúc đấy thì thực ra thì cũng nghe bạn bè bảo là bây giờ học PHP bây giờ đang là hot, đang là trên. Thì từ đấy thì thầy bắt đầu là thầy thử tìm hiểu, học thử. Tại vì thầy học những cái ngôn ngữ lập trình ở tại trường thầy ấy, thì nó thầy đang cảm thấy nó rất là khó. Ví dụ như C chẳng hạn hay là Java chẳng hạn thì thầy cảm thấy nó hơi khó học một chút. Nên là bạn bè thầy nó rủ là thế thì bây giờ học PHP đi. Thì để xem là PHP có cái gì hay thì thầy thấy là thầy học, hồi đấy thầy học PHP, thầy học web ấy, thầy học hơi ngược một chút. Tức là hồi đấy thầy HTML, CSS thầy rất ghét học HTML, CSS. Đấy, chia sẻ thẳng với các bạn là thầy hơi ghét học HTML, CSS bởi vì nó nhiều những cái cú pháp lệnh rồi nó rất là lằng nhằng. Đấy, khó nhớ, thực ra là khó nhớ. Thế là thầy vào học luôn PHP. Thầy học luôn PHP mà thực ra thì hồi đấy HTML thì nó chỉ là những cái thẻ cơ bản thôi. Đấy, nên là thầy thì thầy có kinh nghiệm đâu đó khoảng 7 năm làm PHP cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước và cũng có kinh nghiệm đào tạo PHP khoảng 4 năm rồi. Đấy, thầy xin hẹn. Rồi, tiếp theo thì em xin mời thầy Đức chia sẻ với các bạn sinh viên được không ạ? Ok. Rồi, xin chào các em sinh viên. Thì thầy xin tự giới thiệu, thầy là Tống Văn Đức. Hiện tại đang là giảng viên bộ môn công nghệ thông tin. Thì về PHP thì thầy đã làm PHP từ năm 2016. Đến bây giờ thì vẫn làm. Và các cái dự án bây giờ thầy nhận nó cũng là về PHP là chính. Thì cơ duyên của thầy đến với PHP thì nó cũng đơn giản thôi.
là bởi vì là thời điểm thầy làm thì BHB đầu tiên là dễ học. Bọn em có thấy nó dễ học không? Dễ học nhỉ? Cũng dễ học. Ờ đấy. Thế là so với Java với lại C Sharp thì thầy thấy là BHB nó có cái cú pháp nó tương đối là thoáng. Nó đỡ bị ràng buộc nhiều, với lại câu lệnh nó ngắn. Nên là thầy bắt đầu là thầy tiếp cận và thầy đi sâu về BHB. Còn Java, C Sharp thì đôi khi cú pháp nó hơi dài, nó không hợp với phong cách phóng khoáng của mình. Đấy, nên là thầy từ chối. Đấy. Hiện tại thì đấy thì tổng số năm đến bây giờ thầy làm thì nó cũng được khoảng tầm 6-7 năm rồi. Okay. Vâng. Rồi. Vâng, cảm ơn các vị diễn giả. Rồi thì câu đầu tiên em xin phép được hỏi anh Nguyện được không ạ? Vâng, thì ở cái thời điểm mà anh mới bắt đầu đi làm lập trình ấy, thì không biết là sự lựa chọn của anh là anh lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào để anh bắt đầu đi làm lập trình viên ạ? Ok. Trước khi trả lời câu hỏi này thì mình sẽ phải chia sẻ một chút. Đấy chính là thời điểm hiện tại. Mình đang làm tại hai nước Việt Nam. Và bên công ty mình là cũng chủ yếu chuyên làm về PHP là nhiều. Bên cạnh đó thì bởi môi trường là làm outsourcing, tức là làm các dự án gia công phần mềm cho khách hàng, chủ khách hàng thế giới là bên Nhật Bản là chính. Thì cũng có rất là nhiều ngôn ngữ khác. Chẳng như là các dự án về Java này, về C Sharp, về .NET này. Các dự án về AI phát triển trên chủ yếu trên Python. Đấy, thì cũng rất là nhiều nền tảng công nghệ khác nhau. Tuy nhiên mình vẫn lựa chọn PHP là cái ngôn ngữ mình phát triển chính. Thì quay trở lại cái câu hỏi của thầy Định. Thì cái mà năm 2012 là lúc nãy mình có chia sẻ là mình bắt đầu yêu thích cái ngôn ngữ lập trình PHP là cũng bởi vì là cái cơ duyên là từ người bạn mình làm framework ấy. Đấy thì là ở cái thời điểm đấy ngôn ngữ PHP nó rất là hot. Nó có cái sự linh hoạt. Nó có cái cú pháp đơn giản. Và đặc biệt là bên cạnh đó những cái framework và những cái gọi là cái CMS là những cái gọi là những cái hệ quản trị nội dung đấy thì được phát triển nó rất là chuyên nghiệp và nó có một cộng đồng rất là lớn là làm việc trên cái nền tảng đấy. Chính vì thế mà PHP thời đó nó trở thành một trong những ngôn ngữ được yêu thích nhất. Là bởi vì là ngoài cái việc mà dễ học và cái cú pháp của nó đơn giản cũng như là cái sự hiệu quả khi mà mình làm việc ấy dựa trên các cái bộ framework và những cái CMS đấy thì nó còn có một cộng đồng rất là lớn. Bởi vì là cái cộng đồng lớn và cái framework cũng như là cái bộ CMS nó chuyên nghiệp như vậy nên là nó thu hút được cái sự quan tâm cũng như là sự tin tưởng từ các doanh nghiệp rất là nhiều. Và kéo theo đó thì cái số lượng công việc trong cái lĩnh vực lập trình web trên PHP là nó rất là nhiều. Chính vì thế mà nó càng lúc thì cái số lượng người phát triển là developer ấy, trên cái nền tảng ngôn ngữ PHP là nó mỗi lúc một đông hơn. Đó thì đấy là một trong những cái mà là cái lý do mà mình lúc thời điểm đấy là cũng sau khi mà ra trường ấy thì mình quyết định là mình theo PHP bởi vì nó khi mà mình ra trường thì cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta sau khi đi học có thực tập bằng đấy chính là phải đi làm. Thời gian phải tối ưu. Chúng ta không thể dành trong quá trình đi học này. Chúng ta đã học, không được học PHP trong nhà trường. Mà mình học những cái ngôn ngữ khác. Như là ASP.NET. Thì cái thời điểm đấy nó cũng khá là khó. Và cái chưa kể là cái công việc của mình đi sau khi ra trường ấy. Hầu hết các công ty là sẽ cần những người làm có kinh nghiệm ngay. Thực ra ngay từ thời điểm bây giờ cũng vậy. Bây giờ các em ra trường ấy. Thì gần như các công việc, các công ty ấy, họ sẽ cần những người có kinh nghiệm làm rồi hoặc là cái vấn đề mà chúng ta phải dành nhiều thời gian để chúng ta học một ngôn ngữ trước khi đi làm thì đấy cũng là cái phải quan tâm đến. Đó. Thì cái thời điểm mà mình sau khi ra trường đó ấy, thì cái mục tiêu đầu tiên của mình đấy là đi tìm việc làm. Và PHP nó là một trong những ngôn ngữ và một trong những cái giúp cho mình là có thể tìm kiếm được việc làm sớm được.
Đó, thì đấy là cái chia sẻ của mình về cái thời điểm mà tại sao mình lựa chọn ngôn ngữ những cái năm 2012 đấy. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Vâng, thì tiếp theo thì đến em xin hỏi anh Mạnh được một câu hỏi được không ạ? Vâng, thì dưới vai trò của anh là một technical lead PHP hiện tại, ở thời điểm hiện tại ạ. Và cũng là thế hệ chuyển giao giữa 8X và 9X, đúng chưa ạ? Và anh không biết là anh có cái nhìn nhận như thế nào về ngôn ngữ PHP ở thời điểm của anh ấy. Vâng. Ok, thì với anh thì là cái thế hệ đúng là chuyển giao thật. Từ đầu, bạn phải hiểu là từ cái thời điểm mà PHP nó đang rất là sinh sôi nảy nở rất là mạnh. Từ những năm hay, từ những năm trở về trước ấy, sinh sôi nảy nở rất là mạnh. Và đến thời điểm bây giờ thì nói chung là thời nào cũng có anh hùng thôi. Đó, cái thời trước đây thì có thể là thời đó web nó rất là phát triển. Như anh nói ban nãy, đó là các ứng dụng app hầu như không có. Các bạn đấy là hồi 2005-2006 làm gì có ai có điện thoại cảm ứng như các bạn bây giờ mà lướt web đâu. Đó, các website nếu có nó chỉ là rất là thô sơ thôi. Mà đa phần tại thời điểm đó các website đều ở dạng desktop, như là trên máy tính hết. Nên thời đó PHP rất là phát triển, các cái job rất là nhiều. Các bạn thời đó mà đi search Google ấy, thì cái khối lượng công việc với PHP nó phải chiếm hầu như là nó phải chiếm đại đa số các cái job liên quan đến lập trình phần mềm thời điểm đó. Đó. Tuy nhiên thì rõ ràng thấy thời điểm hiện tại các ngôn ngữ mới cũng rất là nhiều. Thế nên là PHP hiện tại theo anh đánh giá nó cũng đang phải cạnh tranh rất là lớn với các ngôn ngữ lập trình hiện tại. Python, Java cũng có thể làm được web. Đó, JavaScript cũng làm được. Thế thì tại sao PHP anh đánh giá nó vẫn là một cái ngôn ngữ có tiềm năng và nó vẫn phát triển trong thời gian tới? Đó là ngay tại với anh lấy luôn cái công việc hiện tại của anh. Hiện tại lại là tech lead. Thì ngoài việc là đưa ra các solution, các cái bài toán để giúp cho team có thể là đưa ra các hướng giải quyết. Ngoài ra anh còn đi thầu, đi bid ấy. Tuần lúc này đi bid các cái dự án. Đó. Thì khi mà đề xuất khách hàng một cái dự án để mình đề xuất công nghệ PHP thì nó có một cái đặc điểm cực kỳ lợi thế của PHP so với các ngôn ngữ khác khi mà đề xuất với khách hàng, đó là về cái chi phí, về cái nó là cái lợi thế về chi phí. Các bạn cứ hiểu là cái ngôn lập trình PHP nó hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở, và cái cơ sở liệu mà thường đi kèm với PHP, các bạn biết là cơ sở liệu gì không? MySQL đúng không? Đó, thì cả hai thằng này nó gộp lại, nó đồng hành với nhau, nên là các bạn hoàn toàn có thể làm một cái website như kiểu Lazada, thì giờ di động hay gì đấy mà các bạn không phải tốn bất cứ một chi phí nào. Đó, thì đây nó là một cái lợi thế cực kỳ lớn khi mà mình sẽ đưa vấn đề chi phí vào với khách hàng. Đó, đấy là cái thứ nhất, đấy là cái cực kỳ lợi thế khi mà thằng PHP nó đứng ra để nó có thể giúp các bạn là kiếm được nhiều dự án ở thời điểm hiện tại. Đó, còn có rất nhiều ngôn ngữ khác cũng như là các cái nền tảng cơ sở liệu khác thì nó có thể yêu cầu các bạn một số những khoản phí gì đấy. Đó, thì đây anh đang đánh giá về mức độ chi phí. Thì PHP là một cái thằng mà ở thời điểm tại cái tiềm năng nó vẫn rất là lớn. Các dự án ở công ty anh khi mà bid về đó thì đa phần tùy thuộc vào khách hàng nhé, mà mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ suggest họ cái công nghệ PHP trước. Đó, mình sẽ đưa ra những cái ưu điểm như vậy. Đó, thì và ngoài ra một cái lợi thế thứ hai ấy, rất là lớn của thằng PHP, đó là về cái tốc độ triển khai web rất là nhanh. Các bạn hoàn toàn có thể tạo ra những web, những cái website chỉ cần bằng một vài cái cú click thôi. Nhưng mà hiện tại anh đang thấy là các bạn trong cái khóa học của mình là có học về một cái nền tảng CMS là WordPress đúng không? Thì nhưng mà nào đã từng sử dụng WordPress rồi, mà thấy là nó tạo web rất là nhanh, một vài phát là ra luôn. Đó, đó thì anh thấy có hai cái lợi thế lớn nhất của PHP ở thời điểm hiện tại so với các ngôn ngữ khác, để anh có thể khẳng định là PHP nó vẫn sẽ có tiềm năng phát triển trong hiện tại và tương lai. Một là về chi phí, về cái lợi thế cạnh tranh này, và thứ hai là về cái tốc độ phát triển web của nó thì cực kỳ nhanh. Đó là một số cái anh muốn chia sẻ với các bạn. Ok. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi thì chúng ta quay trở lại bên phía nhà trường chúng ta một chút được không ạ? Rồi thì em được biết là, xin mời thầy Đức ạ, em được biết là trước khi anh vào giảng dạy tại trường Epoly của chúng ta thì anh cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến ở những cái dự án PHP ở tại các doanh nghiệp rồi. Thì anh có thể chia sẻ cho các bạn sinh viên ở dưới biết được là cái lộ trình học PHP của anh như thế nào để trở thành một cái chuyên gia về PHP như thời điểm hiện tại được không ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của thầy.
Thì thầy muốn chia sẻ với các bạn về cái lộ trình mà thầy làm việc với BHB. Cái thời điểm năm 2016 của thầy ấy, thì thời điểm đấy trường nó cũng không dạy BHB đâu. BHB cũng không được ưu ái là đưa vào ngôn ngữ để mà dạy trên trường. Họ chỉ dạy C, C++, Java và C#. Và muốn học được BHB thì lại phải đi học bên ngoài. Đi học bên ngoài. Thì thời điểm năm 2016 thì thầy có đi học một cái khóa học ở bên ngoài. Tất nhiên là thời điểm đấy của thầy thôi. Còn bây giờ các bạn được học ngay trên trường rồi. Thì không cần phải đi học trung tâm nào nữa. Đấy nhỉ? Rồi, sau đấy thì sau cái khóa đấy nhá, sau khóa đấy là thầy đi làm luôn. Nhưng mà làm luôn là thầy vấp luôn một cái là đợt đấy là thầy học framework Codeigniter CI. Nhưng mà đi làm thì công ty bắt làm G2 framework, là một framework hoàn toàn khác. Và cái thời điểm đấy thì mình lọ mọ cái đó. Và về mà mình không rõ. Thực ra cái thời điểm thầy làm G2 framework nó không rõ ràng. Đấy, không rõ ràng. Bởi vì các em biết lý do vì sao? Là cái thời điểm thầy học ở trung tâm ấy, thầy lười học. Lười học. Đấy. Lười học. Thế là sau một quãng thời gian nghịch G2 framework nhưng mà mãi không vào não. Thế thì thầy mới bắt đầu là tự học lại nhá, tự học lại BHB cơ bản. Đầu tiên học lại BHB cơ bản. Thầy dành ra một tháng chỉ có ngồi học lại BHB cơ bản thôi. Xong tự làm một cái website bằng BHB cơ bản làm lên. Sau đấy là thầy chuyển sang làm hướng đối tượng. Bởi vì về mà bản chất là cái ông mà là trình viên ấy, mà đến thời điểm của thầy mà không biết lập trình hướng đối tượng là gì ấy, là coi như bỏ rồi. Cuộc đời này coi như bỏ rồi, mất nghề rồi. Đấy thì là thầy sẽ, thời điểm đó là thầy xong cơ bản, rồi thầy chuyển sang cái phần là hướng đối tượng. Thì cũng lại làm lại một cái website bằng hướng đối tượng, bằng BHB luôn, làm lại hoàn toàn bằng hướng đối tượng. Và thông qua cái quá trình mà thầy làm hướng đối tượng đó thì thầy hiểu được luôn là vô tình thôi, thầy vô tình là thầy tự cốt ra một cái framework nhỏ nhỏ của mình, thì vô tình là cái mindset của thầy nó lại trùng với thằng G2 framework, trùng, tức là tư duy trùng. Thế là lúc đó là thầy bắt đầu là học về framework. Học về framework thì đến cái lúc mà học framework rồi thì lúc đấy là tự tin rồi. Lúc này là kiếm được tiền rồi. Đấy. Thì đấy thì một lộ trình rất là cơ bản thôi. Các bạn sẽ thấy rằng là thầy học BHB cơ bản này, học hướng đối tượng này, sau đấy học framework là ra kiếm được tiền rồi. Thấy chưa? Đấy là lộ trình cơ bản của thầy đi. Còn ngoài ra ấy, ngoài ra thì để trở thành được một chuyên gia, thầy thì trải qua tất cả các cái cung bậc làm việc, vị trí từ developer lên team lead, tech lead, rồi lên tới là PM Tech của BHB. Thì các em sẽ thấy rằng là, tức là như nào nhỉ? Tự nhiên lại quên mất rồi. Thì thì với thằng BHB này thì các em có một cái lộ trình như thế. Một cái lộ trình đi tương đối là thẳng như vậy. Thì thông qua cái quá trình làm việc của thầy thì cũng đã hiểu được nhiều hơn. Đầu tiên là hiểu được nhiều hơn về nó nhé. Làm tất cả các dự án outsource rồi là product về BHB là hiểu hơn được nó. Ngoài ra muốn trở thành chuyên gia thì các em sẽ phải học thêm về học thêm về server này, tự học. Tất cả như này là tự học, học thêm về server này để trở thành, tức là thầy học những cái thông, gọi là kiến thức liên quan đến DevOps này, rồi là học về security này, rồi là tự phải mày mò thêm những cái framework khác để mà hoàn thiện hơn. Về mà bản chất là khi bọn em đi học, đi làm, thì bọn em sẽ phải làm và học nhiều hơn một ngôn ngữ. Nhiều hơn một ngôn ngữ. Và ví dụ cụ thể là trong BHB thì bọn em phải học được nhiều hơn một framework. Thấy chưa? Đấy, đấy là những cái mà thầy chia sẻ về lộ trình của thầy. Rồi, em cảm ơn thầy Đức ạ. Rồi, ở dưới này thì không biết là có bao nhiêu các bạn sinh viên là đang lựa chọn ngành lập trình BHB đúng không ạ? Đang lựa chọn ngôn ngữ BHB đúng không ạ? Giơ tay cho thầy xem nào. Rồi, khá là đông đúng không ạ? Rồi, thế các bạn có tò mò một câu hỏi là không biết là cái lộ trình học ở trong trường của chúng ta là như thế nào không? Rồi, thì sau đây thì em xin phép mời thầy Thắng, được chưa ạ? Thầy Thắng thì
thầy sẽ chia sẻ cho các bạn học sinh, sinh viên ở dưới biết được là lộ trình học của lập trình web backend nói chung và là PHP nói riêng tại Eppoly của chúng ta là như thế nào, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn thầy đấy. Vâng, thì chia sẻ với các bạn một chút là trước đây ấy, thầy có kinh nghiệm nghiên cứu PHP rất là lâu và thầy có kinh nghiệm đào tạo, tức là nghiên cứu những cái khung chương trình đào tạo của PHP ở các trung tâm. Tức là trước khi vào trường mình thì thầy đã có những cái giữ những cái vị trí ở những cái trung tâm cũng là quan trọng và cũng là những cái vị trí mà chỉ có ngồi nghiên cứu, tức là đánh giá về sinh viên như thế nào. Đấy, thì thầy nhận thấy được là cái lộ trình của học PHP của trường mình ấy, lộ trình em của trường mình ấy, từ lúc thầy vào trường mình thầy nhận thấy cái lộ trình của trường mình ấy là tương đối đầy đủ, rất đầy đủ và gần như là không thiếu cái gì cả. Các bạn sẽ thấy được là các bạn được học, những bạn kỳ 4 đúng không ạ, các bạn đang được học ngay môn đầu tiên, đấy là môn lập trình PHP 1, tức là các bạn sẽ học PHP thuần ở mức độ cơ bản, tức là các bạn có thể các bạn kết nối được với cả cơ sở dữ liệu, các bạn có thể các bạn thao tác được với cơ sở dữ liệu này, tức là tạo được ra một cái ứng dụng web động nho nhỏ. Thực ra thì tạo ra một cái ứng dụng web động nhỏ thôi. Còn lại tiếp đến là ngay cái kỳ số kỳ này vẫn là kỳ 4 đúng không ạ? Kỳ 4 thì các bạn đang được học tiếp một môn, đấy là môn dự án mẫu. Thì cái môn dự án mẫu này là cái môn mà để cho các bạn ở PHP 1 ấy, thì các bạn đang học những cái như là cơ bản thôi, những cú pháp cơ bản của PHP rồi kết nối PHP, tức là tạo được ra một cái dự án cơ bản và gần như là không có cấu trúc gì. Thì sang đến môn dự án mẫu là môn mà các bạn đang học đấy, thì các bạn sẽ biết được là cái quy trình nghiệp vụ của việc các bạn xây dựng một dự án như thế nào, đúng không ạ? Phân tích dự án, đúng không ạ? Ở đây những bạn nào đang học dự án mẫu giơ tay xem nào. Rồi rất đông đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ biết được là đầu tiên đấy là cái quy trình của việc làm dự án như thế nào, và các bạn sẽ xây dựng được một cái dự án web động theo hướng cấu trúc, nó đúng là hướng cấu trúc, tức là mô hình MVC nhưng mà chưa có hướng đối tượng. Thế thì sau môn dự án mẫu thì tiếp đến cái lộ trình tiếp theo của các bạn học ngành backend. Các bạn đi sâu vào ngành backend thì các bạn sẽ được học tiếp đến cái môn PHP 2. Thì cái môn PHP 2 nó là một cái môn tương đối là quan trọng đối với cả tất cả bạn sinh viên, bởi vì môn PHP 2 các bạn sẽ được học cái gì? Các bạn vẫn được học ngôn ngữ PHP thuần nhé, các bạn học thuần 100%. Và các bạn sẽ được học những cái sâu, chuyên sâu về hướng đối tượng, ví dụ như là những cái tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng như là tính trừu tượng, tính đa hình, tính kế thừa, tính đóng gói. Đấy. Và các bạn sẽ, ví dụ các bạn sẽ được học về namespace autoload, tức là các bạn sẽ có tư duy, các bạn sẽ dựng lên một kiến trúc, lên một cái bay ở cái mức độ gọi là trên mức độ cơ bản, mức độ nâng cao. Để từ đấy, đối với các môn PHP 2 ấy, là cái môn mà đưa cho các bạn một cái nền móng để các bạn có cái tư duy, các bạn học những cái framework khác, chứ không chỉ một cái framework. Ví dụ như bảo bây giờ nếu như các bạn lao thẳng vào học, ở đây chắc nhiều bạn biết framework Laravel đúng không ạ, thì các bạn ví dụ các bạn lao thẳng vào các bạn học Laravel luôn đúng không ạ, thì các bạn chỉ gần như là các bạn chỉ biết dùng thôi đúng không ạ, đúng không ạ. Đấy, nên là đối với cả cái môn PHP 2 là cái môn mà rất nhiều những cái kiến thức chuyên sâu của PHP được nằm trong đấy, là một môn được gọi là rất là nặng. Thì song song với cả cái chương trình của kỳ số 5 là các bạn vừa được học một môn code này và một môn là non code, tức là các bạn được học một môn đấy là môn kiểm thử cơ bản. Tức là môn đấy thì các bạn sẽ được học về những cái kỹ thuật tester và việc các bạn viết test case. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ rất khá cân bằng, bởi vì cái lộ trình của backend mình nói chung ấy, thì trường mình ngành thiết kế web backend, trường mình lựa chọn PHP để đưa vào làm một cái ngôn ngữ để các bạn tiếp cận với backend dễ hơn, bởi vì backend nó rất là rộng, backend nó rất nhiều khía cạnh. Nó không phải chỉ PHP, PHP chỉ là một cái ngôn ngữ backend thôi, một cái phần nhỏ của backend thôi. Còn lại ví dụ như các bạn sau này các bạn học backend xong thì các bạn có thể các bạn ra làm những cái vị trí non code, có thể non code ví dụ như là phân tích nghiệp vụ này. Đấy, gọi là business analytics đúng không ạ? Là những cái vị trí hoặc là vị trí tester. Đúng không ạ? Ví dụ ở đây có những bạn nữ chẳng hạn thì các bạn ấy không có, ví dụ như là các bạn không có nhiều thời gian để các bạn như các bạn nam là cày code, thì các bạn có thể các bạn rất dễ trong cái việc các bạn lựa chọn cái ngành nghề của các bạn sau này mà vẫn ở trên đúng cái lĩnh vực mà mình học. Thì ngoài ra song song với đấy thì kỳ số 5 thì các bạn sẽ được học tiếp đến là môn PHP 3, là các bạn sẽ được học framework Laravel. Thì các bạn biết được là framework Laravel là một framework khá là mạnh của PHP và nó đang phát triển, nó đang cực kỳ phát triển. Đấy, tiếp đến là các bạn sẽ được học một cái CMS WordPress. Thì các bạn biết được là
WordPress thì bây giờ nó là một cái CMS mà các bạn tạo ra một cái web chỉ bằng một cú click như là anh Mạnh vừa chia sẻ, thì chắc lát nữa anh Mạnh sẽ chia sẻ về cái CMS đấy, thì chắc phải lát nữa. Đấy thì các bạn sẽ thấy được là cái lộ trình học của trường mình rất là tổng quan và bao quát về PHP, tức là đưa cho các bạn hết tất cả những kỹ năng từ tester, từ phân tích nghiệp vụ, từ kỹ thuật, kỹ năng lập trình đấy, và kỹ năng làm CMS, kỹ năng quản trị website, cũng như việc các bạn đang học môn quản trị website đấy ạ. Đấy, và cũng có một nguyên một cái vị trí, đấy là vị trí nghề quản trị web. Tức là các bạn thấy được là học back-end ở trường mình thì các bạn sẽ có rất nhiều vị trí làm việc ở trên cái ngành nghề hiện tại. Vậy, thầy xin hết. Vâng, cảm ơn thầy Thắng ạ. Vâng, thì em trong quá trình giảng dạy ở tại Eppoly ấy, thì em xin phép được hỏi thầy Đức là không biết thầy nhận thấy là sinh viên của Eppoly thì thường sẽ gặp những cái khó khăn nào trong quá trình khi mà chúng ta học ngôn ngữ lập trình PHP đúng không ạ? Rồi, ok. Về cái khó khăn của các bạn sinh viên ở trong trường thì rất may là trong cái thời gian vừa rồi thì thầy cũng dạy các cái môn liên quan đến PHP 1, PHP 3, rồi WordPress cho các bạn sinh viên. Thì thầy cũng tự nhận thấy rằng là các bạn cũng gặp những cái khó khăn giống thầy thôi. cũng đều là những người vừa mới bắt đầu thôi. Thì cơ bản đầu tiên là với bất kỳ một ngôn ngữ nào thì đó là một cái sự lạ lẫm. Đấy nhỉ? Cái sự lạ lẫm về việc là trước cái môn đấy là bọn em được học về lập trình rồi đúng không? Học C, C cộng cộng rồi đúng không? Cú pháp nó một kiểu đúng không nhỉ? Thì sang bên thằng PHP này cú pháp lại một kiểu khác. Xong lại nó lại bắt mình phải nhớ là rất nhiều các cái function nhỉ? Rất nhiều các cái function. Rồi là bắt đầu lên một tí nữa là khi các em làm mấy cái CRUD đúng không? Mấy cái mini project nhỉ? Thì bắt đầu là chúng ta tương tác với HTML, CSS. Cái đấy là cái mà thầy cả thấy rằng là nó gọi là tương đối có mùi. Đấy. Ngày xưa là thầy cũng dính quả đấy mà thầy suýt nữa là thầy bỏ nghề. Là tự nhiên rồi, giờ dùng PHP để gen ra HTML ấy. Xong là nhất là cái quả mà dùng for nhưng mà lại cho mã HTML vào giữa cái vòng for đấy. À đấy, là thấy bắt đầu là thấy gợn gợn rồi. Mà độ thêm vài cái if nữa thôi là đã thấy đau đầu rồi đấy. Mà không biết fix kiểu gì đúng không? Rồi, đấy. Thì đấy là về cái thằng về cú pháp. Rồi bắt đầu thì khó hơn một chút đúng không nhỉ? Là bắt đầu khi học đến hướng đối tượng. Hướng đối tượng thì không biết là hướng đối tượng. Thực ra là bản thân thầy đi làm những cái năm đầu ấy, bảo hỏi bốn tính chất của OOP là thấy là thấy hơi mệt mệt rồi. Đi là trả lời là cũng không biết là trả lời như nào. Đấy. Rồi tiếp nữa là đến bắt đầu sang phần framework. Framework thì nó sẽ khó hơn một chút. Nó khó khăn hơn cho các bạn. Thực ra là nói chuyện, cái câu chuyện là nó có nhanh, giúp các em code nhanh hơn không? Có code nhanh hơn. Nhưng mà mình có phải tìm hiểu nó nhiều không? Có. Và cái khó nhất là tìm hiểu cái luồng hoạt động của cái thằng đấy. Tìm hiểu luồng hoạt động rồi là những cái mà nó cung cấp cho mình. Rất khó nhớ, rất nhiều. Đấy, rồi là, đấy là tổng quan về những cái khó khăn. Ngoài ra thì không biết là các bạn nào còn có khó khăn nào khác không nhỉ? Có thể nói cho thầy biết được không? Ở đây có bạn nào mà bị học lại môn của thầy không nhỉ? Kể thử khó khăn. Ở đây thấy hai thanh niên kia quen quen kìa, suýt nữa học lại nhỉ? Học giỏi. Rồi ok, thực ra là nó dễ mà, nuốt được. Ok. Rồi ok. Vâng. Các bạn có thấy PHP dễ không? Dễ trượt à? Đâu. Thầy thấy lúc của thầy dạy các bạn cũng qua gần hết thôi. Rồi. Thì em cảm ơn thầy Đức. Vâng. Thì tiếp theo em xin phép được hỏi thầy Thắng được không ạ? Vâng. Thì với vai trò thầy là trưởng môn thiết kế web backend và người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp và cũng trong cái chương trình đào tạo PHP, thì thầy
đã và đang có những cái giải pháp nào để giúp đỡ các bạn sinh viên gặp khó khăn cũng như là cải thiện cái và nâng cao trình độ của bạn sinh viên tại Eboli không ạ? Vâng, rất là cảm ơn cái câu hỏi của thầy Định. Thì cũng chia sẻ với các bạn một chút là trước giờ thầy dạy sinh viên thì thầy có một cái phương châm giảng dạy là không bỏ lại ai ở phía sau, tức là không bỏ lại bất kỳ một ai ở phía sau cả. Tức là kể cả từ bạn, những bạn kém nhất cho đến những bạn giỏi nhất thì thầy đều có cái phương châm giảng dạy như vậy. Đấy, tức là làm sao mà để mình khi mà mình lên lớp, mình giảng dạy cho sinh viên thì mình tạo được ra nhiều giá trị nhất cho tất cả các bạn sinh viên. Đấy là cái mà cái phương châm của thầy, phương châm giảng dạy của thầy. Cái thứ hai đấy là từ khi mà thầy được nắm giữ cái vị trí đấy là trưởng môn back end thì cái trăn trở của thầy nhất đấy là làm sao mà để tất cả các bạn sinh viên của ngành web, nhất là những sinh viên của tất cả các sinh viên của ngành web back end được chưa, tốt lên thì ở đây sẽ có nhiều phương án tốt lên. Thì thứ nhất cũng rất là cảm ơn nhà trường là đã tạo điều kiện để thầy, thứ nhất là thầy, các bạn thấy được là đợt này thì ngay từ kỳ này các bạn sẽ thấy là back end đang có rất nhiều sự kiện, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy được là một tuần trung bình sẽ chạy 2 sự kiện, và tí nữa có khi về các bạn lại phải tham gia sự kiện tiếp liên quan đến môn quản trị website. Đấy, đấy đúng không ạ? Tức là vừa sự kiện PHP lại tí nữa về các bạn lại tham gia tiếp sự kiện tiếp. Thì những cái sự kiện mà thầy tổ chức ra thì thứ nhất đấy là thầy đều họp và ý kiến, lấy ý kiến của các thầy cô ở trong tổ chuyên môn để làm sao mà đưa ra những cái phần kiến thức mà các bạn khó hiểu nhất ở trên lớp để giảng lại cho các bạn. Đấy, và gửi lại cốt cho các bạn vào mỗi một buổi seminar hay những cái buổi tutor. Và cái những cái buổi đấy thầy đang tổ chức nó càng ngày càng dày và càng ngày càng nhiều lên, và đang có những cái kế hoạch để hỗ trợ các bạn từ những bạn yếu nhất có thể là tham gia được vào những cái buổi đấy. Đấy, thì các bạn cứ thấy là một buổi thì số lượng sinh viên tham gia rất là đông. Cái thứ hai nữa là nhà trường đã tạo điều kiện thì có bên ngành công nghệ thông tin của chúng ta thì có cái xưởng thực hành. Thì cái xưởng này thầy cũng chia sẻ là thầy Tuấn, chủ nhiệm bộ công nghệ thông tin, và thầy Đạt là giám đốc xưởng thì đã trao đổi với nhau và đưa ra những cái dự án để cho các bạn có thể vào xưởng để các bạn hoạt động. Và thứ nhất đấy là những cái dự án trong xưởng ấy, thì khi mà các bạn có thể bất kỳ kỳ nào các bạn cũng có thể tham gia xưởng, bởi vì có những dự án level 1 thì nó sẽ liên quan đến môn học. Và nhiệm vụ của các thầy là làm sao mà phải nghĩ được ra những cái dự án mà nó có những cái kiến thức trong những cái môn học mà các bạn học. Và khi mà các bạn vào trong những cái dự án xưởng đấy thì các bạn cũng sẽ được thầy cô chăm sóc, tức là học xong là làm xưởng luôn. Đấy, đúng như đúng cái phương châm thực học, thực nghiệp của trường mình. Đấy là không chỉ là mình chúng ta chỉ học ở trên lớp mà chúng ta gì ạ? Chúng ta về là chúng ta được gì ạ? Chúng ta được xuống xưởng, chúng ta làm việc trực tiếp với các thầy cô. Thì các thầy cô mà hoạt động ở trong xưởng thì đều là những thầy cô có kinh nghiệm rất là nhiều năm. Đấy, rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực dự án. Đấy, đấy thì các bạn sẽ thấy được là với rất nhiều những cái sự kiện và những rất nhiều những cái kế hoạch và khung chương trình thì các thầy sẽ luôn luôn họp với nhau để luôn luôn để đổi mới, không những chỉ là cho bản thân, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới về mặt kiến thức để cập nhật làm sao để những cái kiến thức mới nhất cho các bạn ở trong khung chương trình. Thầy xin hết. Rồi, em cảm ơn ạ. Rồi thì trong quá trình em giảng dạy tại Eboli ấy, thì em thấy là sinh viên của trường chúng ta được làm quen với cái một CMS của PHP, đó chính là gì các bạn còn nhớ không? WordPress. Các bạn còn nhớ môn học WordPress là môn gì không nào? Xây dựng trang web à? Đúng không ạ? Các bạn kỳ 4 là các bạn chưa học. Kỳ 4 các bạn. Kỳ 5 các bạn mới được. Sang kỳ 5. Sang kỳ 5 các bạn, nếu các bạn chọn học backend là các bạn sẽ được học CMS đấy. Rồi, thế thì sang kỳ 5 thì các bạn sẽ được học một cái CMS của PHP, đó chính là WordPress. Vậy thì em được biết là thế mạnh của anh Mạnh ấy, là về CMS PHP, thì anh có thể chia sẻ một chút về CMS với các bạn sinh viên và cơ hội nghề nghiệp với CMS PHP được không ạ? Ok, thì như anh biết thì bên mình là kỳ 5 mới có biết học ở CMS đó. Nghĩa là hiện tại trong hội trường mình bây giờ thì có bạn sinh viên nào mà đã sang kỳ 5 để học WordPress chưa? Có phải giơ tay anh biết không?
Ủa rất ít đúng không? Có một bạn ban đầu kỳ năm rồi, thế chắc sắp ra trường rồi. Ok, thì anh có muốn chia sẻ một chút các cái kiến thức về CMS để những bạn mà thời gian tới mà nếu như mà theo cái hướng CMS này thì có thể lấy làm tham khảo nhá. Tại vì anh thực ra cũng code thằng này cũng khá rồi, mỗi tội là không phải code WordPress thôi. Ok, đầu tiên thì với CMS thì các bạn cần phải hiểu một chút về cái thuật ngữ viết tắt của nó. Thì có nào biết là CMS nó viết tắt của từ gì không? Từ gì tiếng Anh không? C là gì? C là gì? Content đúng không? Content Management System đúng không? Nhưng mà nếu mà dịch theo kiểu thuần Việt thì nó là một cái hệ thống quản trị nội dung. Đó. Thì các bạn học WordPress là các bạn sẽ học về cái cách quản trị nội dung. Thì nghe có vẻ nó hơi xa vời với việc là nó chả liên quan gì đến code đâu, quản trị nội dung mà. Giống như kiểu là các bạn lên vào một cái trang web ở trên mạng ấy, các bạn nhập nội dung rồi các bạn public nó ra ngoài thôi, cho người khác người ta đọc thôi. Cảm giác không liên quan gì về code đúng không? Đó. Nhưng mà khi mà các bạn xác định theo cái hướng CMS nhé, là các bạn sẽ cần phải thay đổi tư duy code một chút. Học CMS không đồng nghĩa với việc là các bạn không code gì đâu nhé. Mà thực ra với những bạn nào mà đã từng học CMS như kiểu là WordPress rồi thì vẫn sẽ thấy là code rất là ít. Như các thầy Thắng vừa chia sẻ không? WordPress là các bạn có thể tạo ra được một cái website về tin tức chỉ cần một cú click thôi, không cần phải code gì cả. Đó. Nhưng mà cái tư duy về cái việc mà code CMS, nghĩa là học CMS mà không phải code gì là sai nhé. CMS nó sẽ mang đến một cái hướng tiếp cận đó là gì? Làm web nhanh. Đó. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc là mình không code gì. Nếu như mà các bạn so sánh một chút nhé về hai cái nền tảng đó là CMS và Framework. Tại vì sau khi mà bạn đi làm ấy, thì thường các cái công ty họ sẽ chọn một trong hai nền tảng đó để họ triển khai dự án. Thì anh có thể so sánh một chút về cái tư duy so sánh giữa hai cái thằng này cho bạn hình dung rõ hơn một chút là học theo Framework và học theo CMS thì nó kiểu như nào nhé. Nếu như lấy ví dụ so sánh là các bạn có một cái ngôi nhà ấy, thì học Framework nghĩa là thằng Framework nó cho bạn cái bộ móng đó, và nhiệm vụ của bạn là phải xây các cái tầng đó và bạn trang trí các cái tầng, nghĩa là bạn phải làm. Còn nếu như mà với thằng CMS nhé thì ngôi nhà đó nó đã gần như là hoàn thiện rồi, các bạn hoàn toàn có thể vào ở rồi đó, các bạn không phải làm gì hết đó. Nhưng mà để mà mình có thể là ví dụ là căn phòng bạn các bạn thấy nó thiếu mất một cái đèn chẳng hạn đó, thì khi đó các bạn phải code để làm sao gắn được cái đèn đấy vào. Và chắc chắn là cái việc mà các bạn code để ra được code được cái đèn đó mà gắn vào nhé với CMS nhé, nó sẽ khó hơn so với việc là các bạn code từ đầu với Framework. Thế nên là nếu như mà nhiều bạn mà các bạn mà từng có cơ hội trải nghiệm cả hai cái nền tảng CMS và Framework nhé, các bạn sẽ thấy là hầu như các bạn sẽ thích code Framework hơn đó. Nhưng mà theo anh thì khi mà học CMS nó có một cái lợi thế cực kỳ lớn, đó là nó sẽ giúp cho bạn có các cái kiến thức chuyên sâu về lập trình đó. Các bạn cứ hiểu đơn giản, anh sẽ lấy một cái ví dụ nữa để hình dung cho bạn về cái việc code hai này nó như nào nhé. Ví dụ các bạn code một cái chức năng đăng nhập đi, thì khi mà bạn dùng Framework thì các bạn sẽ phải code cái luồng từ đầu đó, ngay từ lúc tạo form này, validate form này, rồi kiểm tra dữ liệu người dùng tồn tại hay không. Nhưng mà với CMS nó cho bạn chức năng login luôn đó. Đó, bạn thấy rõ ràng code CMS nó theo một cái hướng cảm giác rất là nhàn đúng không? Nhưng mà anh sẽ cho bạn thấy cái sự gọi là chuyên sâu của thằng CMS nó lại nằm ở cái vấn đề là như này cơ. Với chức năng login đó đúng không? Các bạn là muốn thay đổi một cái message validate chẳng hạn, thì chẳng những việc đó các bạn sẽ phải đào rất là sâu vào thằng WordPress thì các bạn mới xử lý được. Đó, nên như anh nói, mặc dù cái thằng CMS ấy nó có cảm giác làm cho bạn không phải code mấy nhá, nhưng mà các bạn lại cần phải kiến thức rất là chuyên sâu về lập trình để có thể là custom được nó. Đó, thì đây anh thấy một cái rất là hay. Đó, thì với những bạn mà học CMS về WordPress ấy, thì ở thời điểm ban đầu thì các bạn sẽ học theo cái hướng đó là mình sẽ làm quen với cái nền tảng đó. Đó, ví dụ là các bạn học cách cài này, rồi cách connect database như nào này, rồi các tạo các hệ thống quản trị nội dung và hiển thị ra cái giao diện user như nào. Đó là những cái bước đầu tiên. Còn về sau, về những cái phần nâng cao hơn thì các bạn sẽ có thể cần phải tìm hiểu, phải đào sâu về nó. Các bạn tìm hiểu về các cái kỹ thuật hook này để làm sao can thiệp được vào cái luồng của nó này. Rồi tìm hiểu về cách tạo các cái plugin như nào. Đó. Nói sâu qua một chút cho các bạn nhé. Cái thằng CMS WordPress ấy, mặc dù nó cái tên gọi của nó ấy, nó thuần về web, về nội dung, nghĩa là kiểu tin tức ấy,
Nhưng mà các bạn phải hiểu là bây giờ do thằng WordPress là một cái nền tảng CMS phổ biến nhất của PHP rồi. Thế nên là bất cứ các cái lĩnh vực nào khác nhé, nó đều hỗ trợ hết. Ví dụ các bạn hoàn toàn có thể dùng WordPress để làm các cái trang về e-commerce, trang về thương mại điện tử ấy, rồi các cái trang về giáo dục đó. Bằng nghĩa là các bạn gần như không phải code gì cả. Các bạn sẽ dùng các cái plugin mà cộng đồng nó hỗ trợ. Những bạn nào mà có bạn nào từng nghe đến cái plugin gọi là WooCommerce của thằng WordPress chưa? Ai từng nghe chưa? Em nghe từng nghe rồi đúng không? Đó, đó là một cái plugin mà nó cho phép các bạn tạo một cái trang web thương mại điện tử với WordPress bằng một cú click. Đó, đúng như cái slogan của nó luôn. Mà thấy sự lợi hại thằng WordPress chưa? Đó, đó thì cái lợi thế của WordPress nó như vậy. Đó, và anh nghĩ là các bạn sẽ tiếp cận nó theo hướng nó cũng rất là dễ dàng thôi. Đó, mình sẽ đi từ từ cơ bản để nâng cao. Đó, và anh thấy là trường mình đưa cái môn WordPress vào là rất là ổn đấy chứ. Đó, ok chưa? Còn về cái cơ hội nghề nghiệp với cái nền tảng CMS này thì nói chung là bây giờ ấy, bạn đấy là trước giờ nhá, thì các cái trang web tin tức thì nó rất là nhiều. Và nếu như nói về chi tiết hơn thì về những cái thời điểm trước ấy, hầu hết các trang web tin tức nó đều dùng WordPress hết. Đó. Thì bạn thấy là với cái khối lượng website rất là lớn từ trước đến giờ, cũng như là các cái website mới sinh ra ở thời điểm hiện tại nhé, vẫn rất nhiều các đơn vị họ chọn WordPress để phát triển vì nó có tốc độ phát triển rất là nhanh. Đó, các bạn hoàn toàn có thể là làm các dự án mới về WordPress này, hoặc là các cái dự án về maintain, bảo trì, hoàn toàn rất nhiều cơ hội. Đó, nói chung là không quan trọng, kết luận một câu là không quan trọng là các bạn dùng nền tảng nào nhé, dùng ngôn ngữ nào, các bạn cứ chịu khó cập nhật kiến thức. Đó, có thể là mình cập nhật theo trend cũng được. Đó, để mình có được một cái hướng đi về cơ hội nghề nghiệp tốt nhất cho mình nhé. Đấy là một số những cái muốn chia sẻ với mọi người. Ok, mọi người. Rồi, nói về cái phần WordPress này thì thầy chắc là cũng có biết một chút để chia sẻ với các bạn. Các bạn biết cái khái niệm là MMO không? MMO, MMO ấy. Bọn đấy kiếm lắm tiền không? Rất nhiều tiền. Cái thời điểm năm 2016, năm 2017 nó là gọi là vua. Vua. Những cái thằng nào mà làm MMO thời điểm đó đến bây giờ thì chắc là chúng nó có vài chục tỷ rồi. Rất nhiều tiền rồi. Và khi mà làm MMO ấy là bọn nó phải làm website. Làm website. Và lựa chọn của bọn nó, và cũng là một trong những cái mà để phát triển nhất ở Việt Nam, để mà nói rằng là WordPress nó mạnh nhất ở Việt Nam về dòng CMS, là MMO nó làm cái điều đó. Tức là người ta, các em tưởng tượng là để làm ra website tin tức ấy, có những người chỉ mất khoảng tầm 4 tiếng thôi. Tinh chỉnh các thứ cho nó đẹp đẽ, 4 tiếng là xong một website. Là nó bắt đầu chạy để nó làm ra tiền rồi. Và khả năng để nó tạo ra rất nhiều website, các em cứ tưởng tượng là MMO thì nó làm affiliate đúng không? Làm những cái kiếm tiền online đúng không? Thì nó cần rất nhiều trang. Và nếu mà thông thường như các em để phát triển ra một cái trang web ấy, thì các em mất khoảng tầm bao lâu? 2 tháng. Chờ 2 tháng đấy thì chắc là đứt rồi nhỉ? Người ta cần công nghệ tốt hơn. Đấy là WordPress. Cái thời điểm trước, thầy không thích thằng WordPress đâu. Thằng nào mà code WordPress là thầy nhìn bằng nửa con mắt. Không nói chuyện. Bởi vì với thầy là đã là một thằng lập trình viên là phải lập trình. Ông phải tư duy để lập trình, ông phải xử lý logic. Chứ không phải là ông dùng WordPress để ông kéo thả. Đúng, nó kéo thả thật, nhanh thật. Không nhận nhanh thật. Rồi, các em biết vì sao mà thầy dần dần là thầy yêu thương thằng WordPress nhiều hơn không? À, từ lúc mà thầy nhận dự án ấy, thầy thì chuyên Laravel mà. Thầy nhận bất kỳ một dự án nào, kể cả là từ tin tức đến WooCommerce, đều hướng khách hàng làm Laravel hết. Nhưng mà thầy báo giá một phát là thôi, chạy luôn, khỏi chơi. Đấy, sau thầy đổi chiến thuật, giờ chơi thử WordPress xem sao. Thì hiệu ứng tích cực hẳn ấy. Hiệu ứng tích cực hẳn. Mặc dù là nó không kiếm được nhiều, nhưng mà mình có nhiều dự án thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền thôi. Vậy trung bình là mỗi cái dự án Laravel mà thầy nhận thì nó dao động nó vào khoảng bèo nhất một dự án tin tức nó rơi vào khoảng 25 triệu. Bèo nhất một dự án code bằng Laravel nhé.
không bay trên một cái gì cả, cốt từ đầu. Không bay một cái gì cả, lấy 25 triệu. Khách hàng nó chạy. Nó bảo là tao làm cái WordPress làm kia mất có 3-4 triệu thôi. Làm cho tao cái đấy đi. Thì đấy, dần dần là mình thấy rằng là thôi, đớp ít thôi. Đớp ít thôi. Đấy, làm những cái nhỏ nhỏ thôi. Rồi là mình tích tiểu thành đại. Đấy, và đến thời điểm này bây giờ, trong thời điểm khó khăn về mặt thị trường, các em cũng thấy là khó khăn về mặt thị trường đúng không? Các em thấy là các cái dự án về IT nó ít hơn. Những cái người tiêu dùng ấy, mà muốn dùng công nghệ, muốn dùng các cái website ấy, thì thường là người ta hạn chế tiêu những cái khoản tiền lớn đúng không? Hạn chế tiêu. Vậy thì lúc này thằng WordPress nó lại sống lên. À, nó lại càng ngày mạnh mẽ lên. Bởi vì làm sao? Giờ WordPress làm các em có thể lên các cái fanpage ở trên thiết kế website ấy. Cứ 2 triệu một cái. 2 triệu một cái. WooCommerce 5 triệu một cái. Full chức năng luôn. Chỉ cài plugin thôi. Đấy. Thì, còn một điểm nữa là liên quan đến xưởng. Nếu mà bạn nào mà muốn kiếm tiền nhanh, vào xưởng với thầy. Thầy sẽ hướng dẫn WordPress. Vẫn có những cái nội dung kiến thức khác thì nhờ thầy Thắng hướng dẫn. Nhưng mà các em mà muốn kiếm tiền nhanh, thực ra là những cái bạn mà học môn web 2 của thầy ấy, là các bạn cũng có một số bạn nhanh là bạn đã cũng kiếm được tiền rồi. Tháng quản trị website cho công ty cũng được 7-8 triệu rồi. Có thật nhá. Và có dự án thì thầy vẫn cho bạn ấy làm. Vẫn kiếm được tiền. Đấy. Thì còn Sương Sương là thầy BA cho xưởng một chút. Là xưởng sẽ hỗ trợ các em để không phải là đơn giản. Xưởng nó sẽ gọi là dạy cho các em để đáp ứng môn học ở trên trường. Mà khi các em vào trong xưởng thì thầy và các thầy trong bộ môn công nghệ thông tin sẽ hướng các em tới sát hơn với cái nhu cầu của thị trường lao động, sát hơn với các cái dự án thực tế. Các em thấy rằng là đi xin việc đúng không anh Mạnh nhỉ? Là thích là sinh viên hỏi là bao năm kinh nghiệm. Nhưng mà nếu mà chỉ học đơn giản là từ trong trường thôi thì về mà bản chất là các em không có năm kinh nghiệm nào cả. Không có năm kinh nghiệm nào cả. Và ở đây các thầy trong bộ môn công nghệ thông tin thì làm dự án rất là nhiều rồi. Hiểu được quy trình phát triển dự án như thế nào. Hiểu được các cái nghiệp vụ trong một cái dự án công nghệ thông tin nó sẽ như thế nào. Thì sẽ mô phỏng lại các cái dự án kiểu như thế. Để giúp các em tiếp cận dần nhiều hơn với cái kiến thức ở bên ngoài thực tế. Thì với cách như thế thì anh Nguyện thì anh thấy là cách triển khai xưởng của bên bộ môn công nghệ thông tin thì có được không ạ? À, thực ra thì khi mà mình follow cái quy trình giảng dạy bên FPT Poly ấy, thì mình cảm thấy là thực sự đấy là điều rất là tuyệt vời ấy. Ở cái việc là bình thường ấy là hầu khá là nhiều các cái đơn vị và những cái trung tâm giảng dạy về lập trình ấy, là đa số là đều là mạnh về lý thuyết. Trong khi đó cái quy trình của mình ấy là lý thuyết sẽ xen lẫn thực hành và đề cao tính thực hành. Đấy chính là cái mà thực sự là cái mang đến cái giá trị gọi là gì nhỉ? Gọi là thiết thực, hữu nhất dành cho sinh viên. Em cảm ơn anh. Vâng, rồi, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Okay. À, thực ra sau cái chia sẻ của anh Mạnh cũng như là thầy Đức về cái WordPress ấy thì cho mình cũng xin phép ít phút để mình chia sẻ cái góc nhìn của mình về WordPress nhé. Chủ đề này cũng khá là hay. Okay. Thì là WordPress ấy thì là như anh Mạnh và thầy Đức là có chia ra làm trong WordPress nó sẽ chia làm hai đối tượng. Một đối tượng là một bên là phía là sẽ làm web và gọi là gần như sản xuất web, website thì rất nhanh. Đấy là một hướng mà như thầy Đức chia sẻ. Còn một bên còn lại là sẽ là gì ạ? Là phát triển team, tức là những mẫu website có sẵn. Hai nữa là phát triển các plugin ấy. Plugin thì nó là một cái kiểu như là một cái gói mã nguồn chức năng, trong đó có chức năng và nó sẽ cắm vào cái CMS đấy, là cắm vào WordPress. Nó là giống kiểu như là gì ạ?
plugin thì nó là plug and play. Đấy, và những cái plugin hay những cái theme đấy đều được đẩy lên các cái chợ theme của quốc tế và nó đem lại cái giá trị rất là lớn. Mình nhớ là cái năm 2016 ấy, thời đấy mình vẫn cũng có làm WordPress. Thì cái có những cái plugin ấy, nó bán ra là đâu đó trung bình giá khoảng tầm 60 đô một cái một plugin một lần tải về. Số lượng bán ra khoảng 3 triệu bản. Đấy, tức là những cái con số rất kinh khủng. Thì mình thấy rằng là cái WordPress ấy, nó cũng có những cái mở ra những cơ hội kiếm tiền cho chúng ta rất là lớn nếu chúng ta đi đúng hướng. Ok, cảm ơn. Rồi, em cảm ơn ạ. Vâng, thì phần tiếp theo thôi, chắc chắn là phần các bạn sinh viên dưới kia các bạn quan tâm nhất, được ạ? Chính là phần về sự phát triển và cơ hội nghề nghiệp của cái thằng PHP này. Vâng, thì em xin phép được tiếp tục được hỏi anh Nguyễn một câu được không ạ? Vâng, thì với anh là hiện tại đang là Project Manager và là một là lão tướng, em xin phép được gọi là một lão tướng ở đây, là một lão tướng PHP. Theo anh thì thời điểm hiện tại trên thị trường ngôn ngữ PHP ấy, thì có phải là một sự lựa chọn về công nghệ tốt nhất hay không? Và hay là nó là tối ưu cho các dự án công ty hay không ạ? Mà cảm ơn cái câu hỏi của Thái Định. Thì để trả lời câu hỏi này thì mình xin phép hỏi là mọi người, các bạn trẻ sinh viên đây ấy, là các bạn làm PHP thì đã bao giờ các bạn hỏi rằng là tại sao mình làm PHP và mình đã có sự so sánh PHP với một ngôn ngữ nào đó khác hay chưa? Thì ai có câu trả lời giơ tay giúp mình được không ạ? Ok. Thực ra cái vấn đề là mình học cái ngôn ngữ nào ấy thì đa số mọi người là khi mình bắt đầu học một cái mới thì mình sẽ đặt ra câu hỏi là sẽ có những sự so sánh là giữa cái ngôn ngữ mình sẽ học, chẳng hạn như PHP thì sẽ so sánh một số ngôn ngữ khác như là Java C# này, JavaScript, Python, vân vân. Thì khi mình có câu hỏi đấy thì mình sẽ biết được rằng là cái ngôn ngữ mình sẽ theo ấy là nó có cái điểm mạnh, điểm yếu như nào. Thì như cá nhân anh là anh cũng làm PHP là từ năm 2012 giờ cũng gọi là trên 5 năm rồi. Và bên cạnh đó thì anh cũng làm khá là nhiều các cái ngôn ngữ lập trình backend khác nữa. Thì anh thấy rằng là riêng nói về PHP ấy, thì anh có thể khẳng định được là mọi người yên tâm nếu đã lựa chọn PHP. Bởi vì là trước giờ PHP là một cái ngôn ngữ mà cũng có cái, đặc biệt là có cái cộng đồng cực kỳ lớn, gần như là cộng đồng lớn nhất. Thì mọi cái câu hỏi của mình khi mình gặp khó khăn trong vấn đề học tập và làm việc đối với PHP thì mình có thể hỏi phía cộng đồng bằng cách là gì ạ? Bằng cách Google Search. Mình có thể lên để mình hỏi một số trang trên một số diễn đàn, chẳng hạn như là Stack Overflow nhỉ. Thì không biết là các em là có hay vào cái diễn đàn đấy hay không? Ok, đấy. Như Việt Nam mình có một diễn đàn khác, khá là nhiều diễn đàn, nhưng mà hai trong số những diễn đàn mà mình khá là quan tâm là như là gì? Viplo hay Viplo đấy. Viplo gọi là Viplo đúng không? Viplo này. Viplo đấy. Nữa là cái VioZ. Cái VioZ thì cũng là một cái diễn đàn về công nghệ thông tin ở Việt Nam mình cũng khá là lớn. Và cũng rất là nhiều các cái anh em cộng đồng lập trình. Cả PHP là cũng trên đấy cũng rất là nhiều. Đấy, thì những cái câu hỏi của mình tìm kiếm thì thường là những câu hỏi đấy đã có câu trả lời sẵn rồi. Đấy, thì đấy chính là lợi thế của PHP. Tiếp theo, nếu nói về PHP thì có thể khi mà mình tìm hiểu thông tin là cái sự so sánh giữa PHP với các ngôn ngữ khác thì ở PHP nó có một cái là mình nói về điểm yếu trước nhé. Gọi là điểm siêu mạnh đi, điểm siêu mạnh của PHP. Đó chính là trước giờ người ta hay so sánh PHP với các ngôn ngữ khác là cái vấn đề về tốc độ xử lý. Thì đúng, cái đấy đúng nhé. Tốc độ xử lý của PHP là bởi vì PHP nó là single thread. Anh em làm học về PHP thì mình có để ý cái đấy không? Có nghĩa là như này, nó xử lý một luồng ấy. Là mình có hai function này, function thứ nhất, function thứ hai. Thì cái function thứ nhất nó chạy xong, bắt đầu mới xử lý phần thứ hai. Đó, thì đấy chính là cái mà nó khiến cho là PHP sẽ bị bất lợi sau một số ngôn ngữ khác mà nó chạy đa luồng hoặc là chạy bất đồng bộ đấy.
PHP là ngôn ngữ bất đồng bộ. Điểm yếu tiếp theo nhé, thì ở PHP ấy, là nó chính là cái điểm yếu của nó tiếp theo ấy, là nó xử lý cái request, là mỗi một cái request nó sẽ khởi động lại tiến trình một lần. Tức là có n request cùng đến thì nó sẽ khởi động lại cái tiến trình đấy. Và bởi vì nó là cái ngôn ngữ gọi là gì nhỉ? Ngôn ngữ thông dịch. Thế trong lĩnh vực lập trình thì nó có lại hai loại, đúng không? Là ngôn ngữ thông dịch và ngôn ngữ biên dịch. Thì các em có để ý cái này không? Ok. Thì mình giải thích chút về thông dịch biên dịch nhé. Cái thông dịch có nghĩa là khi mà có một request đến PHP này thì nó sẽ load toàn bộ cái file mã nguồn của mình lên ấy. Sau đấy nó biên dịch ra mã máy, tức là trực tiếp, liên tục và liên tục như thế trực tiếp. Mà load tải toàn bộ cái file source code mã nguồn lên này, sau đó biên dịch ra mã máy để cho máy chạy. Thì nó là thông dịch ở PHP. Đấy. Còn cái biên dịch có nghĩa là mình phải biên dịch trước đi. Như các bạn làm Java C# này thì nó là đúng biên dịch ấy. Thì có là khi các bạn muốn chạy được chương trình, đúng không, là mình phải ấn nút build, đúng không ạ? Là mình phải build ra file trước, tức là nó compile ra cái mã máy trước, sau đấy nó chạy. Đó thì đấy chính là cái sự khác biệt. Thì và đó nó cũng là cái mà khiến cho PHP nó ảnh hưởng đến performance. Mà hầu hết là khi mà làm trong lĩnh vực lập trình mình ấy, lập trình backend ấy, thì người ta quan tâm nhiều đến cái đấy. Ok, đấy chính là cái gọi là điểm bất lợi, điểm yếu của PHP. Tuy nhiên nhé, tại sao mình nói về cái điểm yếu trước? Bởi vì là tất cả các điểm yếu đấy ấy, cho đến thời điểm hiện tại là đã được khắc phục rồi. PHP bây giờ ấy, là đã có những extension phát triển dành riêng cho PHP để nó có thể là gì ạ? Để chạy bất đồng bộ rồi. Và nó có thể là cải thiện được cái vấn đề về tải, về load ấy. Tức là nó sẽ không phải là mỗi một cái request nó chia ra nó sẽ tải file lên nữa. Mà bây giờ nó sẽ là nó chỉ mỗi một lần mà khi mình khởi động chương trình ấy, thì nó chỉ tạo một cái instance duy nhất thôi. Và lúc đấy là nó cứ thế nó chạy. Nó tải cái đấy lên trên cái memory và nó giúp cho cái tốc độ của PHP bây giờ gần như không thua kém với các ngôn ngữ khác nữa. Như là Java C# bây giờ nó cũng không kém mấy đâu. Đó thì mình hoàn toàn có thể yên tâm để mà mình phát triển ngôn ngữ của mình trên PHP. Ok, đấy là về cái mình nói riêng về cái điểm yếu của PHP khi mà nói về cái tốc độ xử lý của nó. Thì bên cạnh đó ấy, thì là gì? Ngược lại với cái điểm yếu, và bây giờ PHP đã xử lý được điểm ấy rồi, nó không còn điểm yếu nữa, nó loại bỏ rồi. Thì chúng ta sẽ nói điểm mạnh của PHP. Cái điểm mạnh đầu tiên của PHP ấy, đối với cả mình nghĩ rằng là đối với cả vấn đề công việc về lập trình ấy, thì là PHP nó như thầy Đức nói ấy, là PHP cú pháp đơn giản và PHP cho mình một cái không gian để mình lập trình một cách nó dễ dàng nhất, hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất. Bây giờ thời gian nó là gọi là gì ạ? Thời gian nó là vàng, là tiền, là vàng. Mình phải tối ưu thời gian. Ngay cả khi mà mình làm một cái website có hai lựa chọn, mình có thể là làm bằng PHP thuần thì là cái là lâu nhất rồi. Hai nữa là làm framework, ba nữa là một số những CMS là hệ quản trị nội dung có sẵn như WordPress. Đó, thì mình nên chọn những cái như là WordPress bởi vì là nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm thời gian. Tối ưu, tức là bây giờ mình phải hướng đến sự tối ưu. Chúng ta khi mà ở cái nhà trường là các bạn sinh viên thì cái chúng ta nghĩ đến ấy, anh nghĩ rằng ấy, là làm sao để sau khi mình ra trường mình có thể làm được ngay, có công việc. Ngày xưa anh thế, bọn anh cũng thế. Khi mình đi học thì mình cố gắng để học được kiến thức. Nhưng sau khi mà chuẩn bị ra trường rồi, có thể lúc đấy mình sẽ nghĩ là bây giờ sau khi ra trường thì mình sẽ có cái gì, mình sẽ làm gì, công việc như nào. Ở cái thời thế hệ bọn anh có thể là cái công việc lập trình nó dễ hơn bọn em bây giờ nhá. Thật. Bởi vì là sao? Bởi vì lúc đấy là cái số lượng người làm lập trình nó ít, nó không nhiều như bây giờ. Bây giờ sau cả hàng 10, 15 năm, gần 20 năm thì cái số lượng sinh viên hàng ngày, hàng năm được đào tạo về lập trình rất là nhiều. Thì bây giờ các em làm sao là gì?
mình học trong môi trường nhà trường ấy. Với hệ đào tạo của FPT anh thấy là rất tốt ở chỗ là vừa học vừa làm, vừa học vừa hành đấy. Học xong đến đâu, học đến đâu, thực hành đến đấy. Thì cái đấy nó sẽ giúp cho các em là sẽ ghi nhớ được cái kiến thức và sẽ có những cái trải nghiệm của mình khi mà mình thực hành. Giống như mình đi làm ấy. Cái quá trình đi làm ấy thì mình cũng phải học liên tục chứ. Không phải là chỉ học trong nhà trường đâu. Ra bên ngoài đi làm cũng phải học. Thế nên là với cái hệ đào tạo như bên mình anh thấy nhá, là bây giờ các em nên tận dụng cái quãng thời gian này để các em học. Học và hành, thực hành đi. Để PHP là ngôn ngữ nó rất là dễ học. Dễ học. Và cái điểm mạnh của nó cũng rất là lớn, rất là nhiều. Nó không thua kém gì các ngôn ngữ khác đâu. Mà cái lợi thế của nó còn hơn nữa, đó chính là cái vấn đề là chúng ta sẽ dành ít thời gian hơn để học PHP. Nhưng kinh nghiệm của anh đi làm cũng khá là lâu năm rồi. Bây giờ anh vẫn code. Và cái công việc lập trình của chúng ta theo cái lĩnh vực cái nghề này là không chỉ code một ngôn ngữ đâu nhá. Chúng ta đi ra ngoài đi làm ấy, ví dụ như anh nói đơn giản là sau 3 năm thôi, chắc chắn là mọi người sẽ cần phải học thêm ngôn ngữ khác nữa. Đấy, thế nên là cái khởi đầu của mình ấy, làm sao là mình nhanh nhất có thể mình tiến tới là mình có tư duy lập trình, mình có cái kiến thức, có cái trình độ, cái năng lực của mình phải rất là sâu về một thứ đã. Như anh trước anh cũng hay chia sẻ với các bạn trẻ là gì, mình làm một cái thôi, mình học một cái trước đã, phải rất giỏi về nó đã, mình phải là gì ạ, mình phải là nhất nghệ tinh. Bên người Trung Quốc người ta có một câu này rất hay, người xưa đấy có một hay là nhất nghệ tinh bách nghệ tinh, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Cái đấy có nghĩa là khi mà chúng ta học giỏi một cái thì chúng ta có thể học giỏi những cái khác nữa, và khi chúng ta học làm rất là tốt một cái thì những cái điều đẹp đẽ, những cái điều tốt nhất sẽ đến với mình. Đó, thì đấy chính là cái mà anh muốn chia sẻ với các em, và về việc là làm sao để mà mình phải tập trung được, mình phải tìm được một ngôn ngữ nào đấy, ngôn ngữ backend đi, ngôn ngữ backend nào đấy mình học nhanh nhất. Ví dụ trong khoảng thời gian là thay vì là khoảng tầm 3-4 năm mình mới có thể trở thành master của nó, thì đâu đó mình chỉ cần khoảng tầm 2 năm thôi mình đã trở thành master của một ngôn ngữ chẳng hạn như PHP như anh nói. Và đấy là cái trải nghiệm thực tế nhé, thực tế mà anh chia sẻ với mọi người. PHP là ngôn ngữ rất là dễ học, nó cho mình cái sự như thầy Đức nói là cái sự một cái không gian mở, giúp cho mình là học lập trình nhanh hơn này, làm việc hiệu quả hơn đó. Ok, đấy là vấn đề góc độ về kỹ thuật nhá. Còn anh muốn chia sẻ thêm về cái góc độ nữa là chính là về cái cơ việc làm. Cơ việc làm thì sao? Cái số lượng gọi là về web ấy, là số lượng mà các website được lập trình, được làm và lập trình từ PHP thì nó phải chiếm khoảng tầm 80% đến tận bây giờ. Trong đó nổi trội là WordPress. Nếu chúng ta đi theo PHP thì không bao giờ hết việc của PHP. Kể cả nếu các dự án mới bây giờ, thậm chí bây giờ AI nó ra nhiều lắm, còn nghe những lời đồn chẳng hạn như là sắp tới là lập trình viên sẽ bị AI cạnh tranh các thứ. Thực ra cái đấy anh nghĩ là khó, rất là khó. Thì mặc dù kể cả nhé, những dự án mới đi, bây giờ người ta ít dùng PHP, ít dùng WordPress hay là ít dùng PHP để làm hệ thống lớn. Thì bên cạnh đó gì ạ? Thì là những cái dự án đã từng làm trên PHP là rất là nhiều. 80% cái sai. Thì công việc của chúng ta lúc đấy là gì ạ? Là chúng ta sẽ đi maintain. Chúng ta sẽ từ những cái dự án cũ đấy, chúng ta phát triển lên những cái nhánh, những cái tính năng mới, cập nhật thêm cho nó, cải tiến nó. Công việc của nó, của chúng ta không bao giờ thiếu việc của PHP. Đó. Tiếp theo thì là một cái nữa chúng ta rất là quan tâm. Đấy chính là cái về cái gì nhỉ? Cái về cái nhu cầu của doanh nghiệp đối với cả những cái lập trình viên mới ra trường. Luôn luôn có, lúc nào cũng có, phải luôn luôn là tuyển người trẻ vào. Kể như công ty anh bây giờ cũng thế, phải tuyển những người trẻ vào để làm, để học và làm, chủ yếu là training này. Thì thường ấy thì là các cái công việc của một số những ngôn ngữ khác mà yêu cầu cái trình độ nó sẽ cao hơn, bởi vì hầu hết các cái ngôn ngữ cấp cao thì nó sẽ được dành cho cái việc là mình phát triển những hệ thống cực kỳ lớn, rất lớn. Chẳng hạn Java thì hay được sử dụng trong các hệ thống như là core banking,
những cái hệ thống mà gần như là những người mà trình độ từ junior hoặc là thậm chí là middle trở xuống, cái kinh nghiệm khoảng tầm từ 3 năm trở xuống là không làm được. Đấy, kiểu như thế. Thì các dự án lớn đấy thì chắc chắn là tại sao mà lương của anh ví dụ như lương của Java tại sao phải hơn của PHP? Bởi vì những cái dự án lớn thì đi cùng đó là cái công việc đấy sẽ đem lại cho chúng ta những cái mức thu nhập cao hơn, nó là như thế. Cao hơn thì sẽ là nhiều hơn thôi. Đúng không ạ? Chứ không phải là hai người cùng làm một công việc như nhau. À, chúng ta lại có thể có những mức lương gọi là vượt trội khác nhau hoàn toàn là không có. À, thì đấy là góc độ về cơ hội việc làm. Là đối với PHP, anh thấy rằng là hoàn toàn các em có thể tự tin được. PHP là một ngôn ngữ mà hiện tại bây giờ, thứ nhất là cho chúng ta là cái hành trang để bước vào cái giai đoạn sau khi mà chúng ta học khóa học của chúng ta, là chúng ta vào đời ấy, thì nó giúp PHP giúp cho chúng ta có một hành trang rất tốt cả về tư duy, lập trình, mindset lập trình đó, để chúng ta vững bước vào cái chặng đường để chúng ta bắt đầu đi làm hành trình. Học thì học cả đời, học dài lắm, liên tục công nghệ nó thay đổi cơ. Ok, chắc là anh cũng có đôi chút chia sẻ đấy, cái đấy về gọi là về hướng mà hiện tại bây giờ các bạn có thể theo lĩnh vực lập trình PHP và cơ hội nghề nghiệp của nó là nó hoàn toàn tự tin được rằng là cơ hội nghề nghiệp của PHP rất tốt. Cảm ơn các em, đã lắng nghe. Ok, thì vừa nãy thầy Định có nói một cái hỏi một cái câu là về công nghệ tốt nhất đúng không? Các em nghĩ là có cái gì nó được gọi là tốt nhất không? Ví dụ là người yêu hiện tại của các bạn có phải là người yêu tốt nhất không? À không. Còn nhiều bạn phải có được. Được hơn. Yeah. Rồi. Các em thấy là về công nghệ nhá, không có cái gì là tốt nhất cả. Trong cuộc sống của chúng ta cũng không có gì là tốt nhất cả. Thế dùng từ gì ở đây thì là ổn áp nhất nhỉ? Từ gì? Xuất sắc nhất. Xuất sắc nhất à? Ui giời, khá quá nhỉ? Rồi, nào, từ chuẩn hơn nào? À, từ phù hợp. PHP sẽ phù hợp với những cái website, những cái ứng dụng mà người ta mong muốn. Hay là Java, hay là C#. Nếu mà nói là làm web mà nhanh nhất, đố thằng nào địch lại được PHP đấy. Thua luôn. Rẻ nhất. Thằng nào địch được lại PHP? Không địch nổi. Nhưng mà đấy là về góc độ là về tiêu dùng của mình đúng không? Về khi mà chúng ta đứng ở cái góc độ là về chi phí đúng không nhỉ? Về tốc độ để triển khai. Thì PHP hoàn hảo. Nhưng bây giờ chúng ta làm chuyển nó sang làm AI, nó còn giữ được sự hoàn hảo như thế không? À không. Thậm chí Java cũng thế. Java mà giờ bảo mà sang làm web nhanh, không có đâu. Web giá rẻ có không? Không bao giờ có. Đấy, thì với cái câu hỏi là về công nghệ tốt nhất, thì thầy muốn trao đổi với các em là về sự phù hợp. Về sự phù hợp. Và hơn nữa thì các em sẽ thấy rằng với thằng PHP nó còn phù hợp với cả thị trường cơ. Cả thị trường. Và thứ hai nữa là về Việt Nam, đặc biệt là các em làm thị trường Việt Nam đúng không? Con người Việt Nam mình thì lại càng phù hợp hơn. Đấy nhỉ? Và xu hướng bây giờ cái sự phát triển của PHP, thầy tưởng hôm nọ nó chết ấy. Hôm nọ mấy ông Nhật, ông kiểu đuối tiền ấy. Đồng yên giảm từ 260 xuống còn có 162 nhỉ? Thầy tưởng PHP nó chết. Thầy suýt nữa bị lung lay. Đấy. Suýt nữa bị lung lay. Nhưng mà một ánh sáng mới dành cho thầy là các website giá rẻ bằng PHP nó lại bừng sáng. Nó lại bừng sáng và nó kéo lên. Và thì các em cũng thấy một điều nữa là phù hợp, là còn phù hợp cả với giai đoạn. Cả với giai đoạn nữa. Đấy nhỉ? Có giai đoạn thăng, có giai đoạn trầm. Có thể bây giờ trầm nhưng mà lúc sau nó lại thăng. Đấy nhỉ? Rồi, đấy là về cái câu hỏi về công nghệ nào là tốt nhất. Đấy nhỉ? Rồi, ok.
Rồi. Thì thực ra thì các bạn sẽ thấy được là khi mà các bạn đang học lập trình web ấy, thì nhiều bạn thì các bạn hay nghe một câu là ui, học back-end khó lắm, học back-end cứ phải tư duy nhiều, cứ phải logic nhiều. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng các bạn cứ hình dung là sau cái buổi hôm nay thì các bạn sẽ nhìn nhận được là PHP nói chung cũng như là back-end nói riêng, nó sẽ cho các bạn những cái cơ hội mới ở trên những cái con đường cũng như là những cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn. Và các bạn sẽ thấy được là những cái việc mà các thầy, các cô ở trong trường tổ chức ra chăm sóc các bạn thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ mang lại cho các bạn những cái giá trị nhất định từ những cái buổi seminar hay từ những cái buổi talk show như này hay từ những cái dự án liên quan đến xưởng. Thì các bạn sẽ thấy được là dần dần các bạn sẽ được bước ra doanh nghiệp từ, có thể là từ kỳ 5, tại vì sinh viên của thầy thì có rất nhiều sinh viên từ kỳ 5 đã ra doanh nghiệp thực tập. Đấy, ở đây những bạn nào học thầy thì bạn cũng thấy là thầy cũng đã có chia sẻ là có những bạn đã kỳ số 5, các bạn đã đi thực tập doanh nghiệp. Đấy, và với mức lương, có những bạn nhé, part time nhé. Hôm nọ có một bạn ấy chụp gửi thầy với mức lương part time mà lương 10 triệu. Giật mình nhỉ. Đấy, đấy thì sau một cái buổi hôm nay thì thầy cũng hy vọng là các bạn sẽ có một cái nhìn nó gần như là nó khác về PHP. Đúng không ạ? Đấy, thì thứ nhất là cũng rất là cảm ơn hai vị khách mời cùng thầy Đức và thầy Định cũng đã tham dự cái buổi hôm nay để chia sẻ cho các bạn có một cái nhìn nó gần như là nó khác biệt. Sau cái buổi hôm nay thì các bạn sẽ nhìn thấy là PHP nó là một cái gì đấy nó hoàn toàn khác rồi. Đúng không ạ? Và chúng ta cứ tập trung và chúng ta học và chúng ta yên tâm chúng học nó là chúng ta có gì ạ? Chúng ta sẽ có cơ hội. Có phải không ạ? Rồi, thầy xin cảm ơn ạ. Và suốt thời gian vừa qua thì các bạn đã nghe các vị diễn giả trên này chia sẻ rồi. Thì không biết là các bạn ngồi dưới hay là các bạn ở trong Zoom Meet có câu hỏi nào dành cho các vị diễn giả trên này không ạ? Đó. Các bạn có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào. Ví dụ như là mức lương này, rồi là các cấp bậc ở khi mà chúng ta đi cốt lập trình PHP chẳng hạn. Ok. Rồi, nào các bạn nào có câu hỏi không ạ? Giơ tay lên, mạnh dạn lên. Sinh viên thầy Định đâu nào? Rồi, không biết ở trong Zoom đâu. Alo, trong Zoom đâu ạ? Trong Zoom không biết các bạn còn có câu hỏi nào không ạ? Ồ, anh thấy là đa phần các bạn mà khi mà hỏi tự giác là không ai giơ tay đâu nhỉ? Chắc phải chỉ Định thôi. Rồi, đây, 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 có bạn. Mời em. Dạ vâng, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả các thầy cô cũng như là mọi người đang có trong hội trường ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Trọng Khôi, sinh viên kỳ 4 ngành lập trình back-end. Thì trong quá trình học tập em có gặp một số vấn đề như là những cái dự án mà em đọc được trên mạng, em xem được trên YouTube thì có nó chia làm nhiều luồng và em bị gặp vấn đề để hiểu những cái luồng đấy. Đôi khi là em lên hẳn cả ChatGPT cũng như là Google Search nhưng mà em đọc và em vẫn cảm thấy mơ hồ về những cái luồng đấy, thì các thầy có thể có một cái giải pháp, cái cách khắc phục nào về cái vấn đề của em không? Rồi thầy xin phép trả lời câu hỏi này của bạn. Em tên là gì nhỉ? Rồi, ok, thì hiện tại thì em đang là sinh viên kỳ 4. Và em thầy muốn hỏi một chút là em đang xem những cái dự án em đang học ở trên trường hay là những dự án mà ngoài. Thầy muốn hỏi một chút. Dạ thì đầu tiên là em xem các dự án trong trường thì em nắm được gần hết, tầm gỡ 90%. Thì còn các cái dự án ngoài trường thì em cảm giác là em hơi bị ngợp. Hiện tại, rồi ok, rồi cảm ơn em. Hiện tại thì cái kỳ số 4 là kỳ mà các bạn đang lần đầu tiên các bạn được học dự án và các bạn biết được dự án là cái gì đúng không ạ? Đúng không? Lần đầu tiên các bạn được học dự án. Cho nên là tại sao lại có một cái môn đấy là cái môn dự án mẫu. Cũng giống như hồi xưa các bạn đi học lớp 1 đúng không ạ? Thì các bạn viết chữ đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ phải viết theo mẫu đúng không ạ? Lúc đầu các bạn hồi xưa thì chưa biết chữ thì bây giờ các thầy cô phải viết mẫu ra để cho các bạn viết theo. Thế thì
để mà các bạn ngộp với cả những dự án ở ngoài thì cái đấy cũng là điều khá là rõ ràng, bởi vì các bạn chưa có cái sự va chạm nhiều. Thế thì cái lời khuyên của thầy là gì? Cái lời khuyên của thầy dành cho các bạn là thứ nhất, đấy là các bạn ngoài cái việc mà các bạn tự học những cái dự án ở trường thì đầu tiên là các bạn phải hiểu được cái luồng dự án, xem là cái luồng dự án nó chạy như nào. Tức là những cái cơ bản như là mô hình MVC chẳng hạn, thì em phải hiểu được là thế cái thằng mô đồ nó có tác dụng như nào, thằng controller tác dụng như nào, và view nó có tác dụng như nào, và code, luồng code nó đi từ đâu. Và cái quan trọng nhất của các bạn đấy là, các bạn có biết là cái quan trọng nhất của việc học lập trình là các bạn phải biết gì không ạ? Các bạn biết là việc quan trọng nhất của việc học lập trình là các bạn phải biết debug, echo và die, đúng không ạ? Đấy là cơ bản nhất. Để các bạn xem là cái mạch code của nó gì ạ, nó chạy đến đâu. Ví dụ như phần nào, ví dụ như từ cái view này các bạn sẽ xem là ví dụ như là từ cái view này nó sẽ gửi dữ liệu đi lên đâu. Đấy, đấy, thì cái đấy là cái gì ạ? Cái quan trọng nhất, tức là các bạn, những cái gì mà các bạn cảm thấy là cái kinh nghiệm của thầy khi mà giảng dạy sinh viên và học lập trình ấy, thì cái kinh nghiệm của thầy nhận thấy là các vấn đề các bạn mơ hồ, tức là các bạn, vấn đề là các bạn đang nhìn vào những cái dự án ấy và các bạn chỉ nhìn thấy code thôi. Chỉ nhìn thấy code là code thôi. Và các bạn đang chả hiểu cái gì cả, tức là các bạn đọc từ trên xuống dưới giống như đọc văn ấy. Nếu đọc code mà giống như đọc văn thì các bạn không bao giờ các bạn hiểu cái gì cả. Cái đấy là thầy chia sẻ thật. Mà các bạn đọc code thì các bạn phải đọc theo luồng. Các bạn phải biết được là ví dụ như luồng của con dự án này nó sẽ chạy từ đâu, từ vị trí nào, từ model hay từ controller hay từ view. Đấy, các bạn đọc code các bạn phải đọc theo luồng. Chứ còn nếu như các bạn đọc code mà các bạn đọc văn từ trên xuống dưới, thầy chia sẻ là thầy dạy các bạn, có những bạn kỳ 5, các bạn ấy thầy demo code ở trên mạng, nhưng các bạn ấy chép có những cái gợi ý ở extension của PHP, các bạn ấy chép luôn vào. Đấy, thì đấy là cái một số những cái mà thầy gì ạ? Một cái đấy là một số những cái thầy chia sẻ với các bạn. Đấy thì thầy xin hết. Rồi, về cái câu hỏi của em về cái nói chung là sự mơ hồ đúng không? Rồi. Thì thầy có góp ý thêm ngoài những chia sẻ của thầy Thắng. Đầu tiên khi các em đọc bất kỳ một cái mã nguồn nào, học bất kỳ một cái gì, bọn em phải nắm được một cái nó gọi là life cycle. Có ai biết life cycle là gì không? À, nó là cái vòng đời của cái đấy. Ừ. Tức là gì? Tức là bọn em phải biết được là nó đi từ đâu đến đâu. Mình tìm hiểu cái đấy trước. Mình tìm hiểu là nó trải qua những cái trạng thái nào. Từ lúc khởi tạo đến lúc kết thúc là các em phải nắm được cái phần đấy. Sau đó từ cái đấy bọn em mới đi nhỏ ra từng phần. Thầy lấy ví dụ đơn giản là các bạn học Laravel thôi. Các bạn hiểu được life cycle của nó thì các bạn sau đó thì các bạn đi tìm hiểu dần về cái routing, rồi là controller, model, view nó hoạt động như thế nào. Thì về mà bản chất khi các em tìm hiểu như thế là sẽ giải quyết được cái bài toán mơ hồ của bọn em. Ngày trước thầy anh thế thôi. Thông tin trên mạng thì nó rất nhiều, đúng không? Em mà search một câu là đến lúc là nó ra ba lăng nhăng. Rất nhiều thứ khác, và mình khi mình đọc, mỗi ông viết một kiểu đúng không nhỉ? Thì chúng ta lại bị loạn. Thì thêm một phần nữa là bọn em chỉ tìm một nguồn tài liệu chính thống để học thôi. Một nguồn tài liệu chính thống để học thôi. Còn khi các em đang học ở trên trường này, các em muốn biết đâu là nguồn tài liệu chính thống thì các em hỏi các thầy. Bởi vì các thầy chinh chiến nó quá nhiều rồi. Được chưa? Ok chưa? Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Ok nha. Dạ vâng, và ban tổ chức cũng đã nhận được một số câu hỏi online đến từ các bạn tham gia khi check-in ạ. Vâng, câu hỏi đầu tiên là của bạn Nguyễn Văn Ánh, có mã số sinh viên là PH42702. Em thấy PHP ít người học, vậy tương lai nó còn ưa chuộng nữa không? Do có nhiều ngôn ngữ chen hơn. Không biết là các thầy có thể giải đáp câu hỏi này của bạn được không ạ? Thì mình xin phép trả lời câu hỏi này nhé. Tức là mình chỉ đưa ra cái các điều mình thôi. Thì sau đó là nhờ anh Mạnh cũng như các thầy là có thể là sẽ chia sẻ thêm. Đối với PHP, nhìn như cái chia sẻ của mình lúc nãy, đấy chính là hiện tại bây giờ là cái số lượng website mà làm trên PHP nó quá nhiều rồi. Và bây giờ có thể là người ta sẽ hướng đến những cái nền tảng công nghệ mới. Tuy nhiên thì cái PHP ấy, là như mình phân tích lại rồi, là hiện tại bây giờ PHP cũng đã khắc phục được những cái điểm yếu của PHP. Và bây giờ PHP vẫn là một ngôn ngữ rất hiệu quả và sẽ rất mạnh.
PHP bên cạnh cái việc mà đội ngũ phát triển PHP vẫn liên tục đưa ra các phiên bản mới. Giờ lên 8 chấm rồi, 8.3 rồi. 8.3 rồi, tức là liên tục vẫn cứ phát triển. Thì nó còn có một cộng đồng PHP cực kỳ lớn. Cộng đồng này không thể nói rằng là trong ngày mai hay trong năm sau hay là thậm chí một vài năm sau là cộng đồng đấy sẽ không còn nữa. Cái đấy không bao giờ có. Chắc chắn luôn. Cái thứ hai nữa là về các cái framework và cái CMS bây giờ để làm trên PHP ấy, thì vẫn cứ phát triển đều. Đặc biệt là Laravel, nó với framework của Laravel. Thì gần như mọi thứ nhé, khi mà anh làm ấy, và các cộng sự của mình trong các công ty làm ấy, thì thường sẽ chọn PHP là framework Laravel để phát triển các dự án gọi là từ cỡ lớn vừa vừa đến nhỏ. Đó, cái dự án lớn hẳn thì mình không dám nói, nhưng cỡ dự án lớn vừa vừa đến nhỏ. Chẳng hạn như là một dự án đâu đó nó khoảng tầm 10 người, 10-15 người phát triển trở xuống, mình sẽ tự tin để phát triển cái PHP. Bởi vì là PHP này có thể kết hợp với các cái nền tảng công nghệ khác, các cái ngôn ngữ khác. Chẳng hạn như là làm về real time chẳng hạn nhé, thì là mình có thể sử dụng cái Node.js để mình làm về real time. Làm về chatbot thì mình có thể sử dụng là gì? Python làm chatbot. Đó. Thì không phải là chỉ có PHP làm nguyên một dự án PHP mà mình có thể kết hợp các cái nền tảng ngôn ngữ khác nữa. Như vậy thì cái PHP vẫn là một ngữ rất hiệu quả, mạnh. Và dần dần nó đã có cái tính gọi là tính định kiểu rồi. Cái gọi là ngôn ngữ dần dần nó hướng tới giống như các ngôn ngữ kiểu mạnh như Java, C Sharp ấy, nó đã định kiểu dần. Thì đấy chính là cái PHP nó là như thế. Vẫn đang liên tục phát triển và một cái tự tin để học và làm về PHP. Thì như lúc nãy anh có chia sẻ ấy, đấy là khi mà chúng ta làm nhé, là chẳng hạn như là sau 3 năm thì không thể chúng ta chỉ làm một ngôn ngữ đâu. Chúng ta sẽ cần phải học thêm các nền tảng công nghệ khác nữa. Muốn làm về real time, chúng ta phải tìm hiểu về Node.js, đúng không? Làm về chat, real time, hay là làm về những cái liên quan đến một số những cái dịch vụ, có thể là microservice chẳng hạn, thì mình có thể lúc đấy mình cũng không cần dùng PHP nữa, mà mình chỉ làm PHP ấy, dành cho về website, dành cho một vài các cái dịch vụ trong cái hệ thống phần mềm đấy. Đó, thì PHP là anh nghĩ rằng mọi người tự tin để có thể học PHP. Ok, xin mời. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ đến từ anh. Và có thêm một câu hỏi nữa đến từ bạn Mai Đức Công, có mã số sinh viên là PH44980. Đó chính là: tương lai ngành web có bị các AI và các website hỗ trợ tạo web làm cho dev web thất nghiệp không ạ? Vâng, câu hỏi này không biết là diễn giả nào chúng ta sẽ trả lời đi ạ. Ok, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đây cũng là một cái rất là trăn trở của nhiều bạn, đúng không? Tại vì nhiều bạn khi mà xác định học một cái ngôn ngữ gì đấy, các bạn thường hay nghe như kiểu là: ủa, anh hàng xóm làm công nghệ thông tin lương cao lắm, không rõ là làm ngôn ngữ gì, đúng không? Các bạn hay lấy những cái người đi trước để bạn so sánh. Đó. Thì đấy cũng là một cái rất là bình thường thôi. Đó. Cái ngành nghề nào nó cũng sẽ có những cái sự so sánh như vậy. Thì với anh ấy thì các bạn vừa rồi biết cái công cụ ChatGPT đúng không? Nó là một cái như kiểu là cái thằng chatbot rất là ghê gớm. Nhiều bạn có nên đấy tìm người yêu trên ý cơ. Các bạn phải biết là cái mức độ trả lời của nó phong phú như nào. Đó. Thì nhiều bạn sẽ lo sợ là tương lai đúng không? Ngành dev nói chung nhá, không phải là mỗi ngành web đâu, đó sẽ thất nghiệp với những cái thằng AI kiểu như vậy. Đó. Vì ví dụ cơ bản thôi, các bạn cần một cái số code về PHP, về số code đăng nhập đi. Các bạn lên ChatGPT, các bạn gõ phát ra luôn code, chạy ngon luôn, không phải làm gì hết. Đó, nhiều bạn sẽ ôi thì sau thì cần gì học code ở đâu. Một cái ông người dùng bình thường, ông ấy cũng chả cần biết gì. Ông lên search phát xong. Nhiều bạn đang rất là lo lắng về cái tương lai như vậy đúng không? Nhưng mà rõ ràng các bạn đấy là AI hoặc là chatbot thì nó cũng không thể nào thay thế con người thật được. Tại vì tất cả những cái công cụ đó nó đều do các bạn tạo ra mà, do con người tạo ra thôi. Và rõ ràng không thể nào mà nó chiến thắng mãi được mình được. Đó, đến cái sự kiện cờ vua gì đấy mà con AI nó vẫn còn phải thua người thật để biết như nào đấy. Đó, thì với anh thì trong với cái thời điểm hiện tại nhé, thì anh sẽ coi AI nó là cái công cụ hỗ trợ đắc lực mình, nó sẽ giúp cho mình code một cách hiệu quả hơn.
Đó. Còn nó ra để mà nói với nó thay thế mình thì rất là khó đó, các bạn nhé. AI nó sẽ có thể thay thế một số những cái lĩnh vực, nhất là lĩnh vực về nội dung. Đó các bạn đấy, những nhà làm về sale, về marketing các thứ, hầu như là người ta giảm nhân sự rất là nhiều về những cái mảng đó. Đó. Còn về vấn đề về lập trình thì rõ ràng con AI mặc dù nó có thể nó code cho bạn những cái phần gì đấy đúng không? Nhưng mà rõ ràng nó không thể nào nó can thiệp, nó feedback cho bạn được. Và nó cũng không thể nào đi tìm khách hàng cho bạn được. Đó, mà vẫn phải là con người. Con người mới là người làm ra những cái đó. AI thì theo anh các bạn nên coi nó là một công cụ hỗ trợ thôi. Đó. Như vậy với quan điểm của anh ở hiện tại và tương lai nhá, AI nó sẽ đóng vai trò công cụ hỗ trợ đắc lực nhiều hơn trong lập trình, còn nó chắc chắn không thể thay thế được ngành lập trình nhá. Ok, đấy là câu trả lời của anh. Cảm ơn mọi người. Em cảm ơn hai vị diễn giả và hai thầy ạ. Rồi thì thời gian của chương trình thì cũng có hạn, nên là các bạn sinh viên còn câu hỏi nào thì các bạn có thể truy cập vào hai kênh. Đó là kênh fanpage của bộ môn công nghệ thông tin, thứ hai là fanpage của xưởng công nghệ thông tin, đúng không ạ? Các thầy cô cũng đã gửi các cái link tham gia vào ở trên khung kênh chat rồi. Đó, thì các bạn có thể vào đó để hỏi các thầy cô, hoặc là chúng ta lên trên lớp, chúng ta hỏi trực tiếp các thầy cô, được chưa ạ? Đó, không thì xuống xưởng, ở dưới xưởng có rất nhiều các thầy cô đang đợi các bạn ở dưới xưởng, các bạn có thể tham gia vào xưởng, được chưa ạ? Rồi, thì đến phần tiếp theo thì xin mời đến phòng quan hệ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết đến từ các vị khách mời vô cùng quý báu của chúng ta ngày hôm nay. Em tin rằng qua những chia sẻ ý nghĩa đó thì các bạn sinh viên cũng đã phần nào có được cái nhìn mới hơn về ngành mình đang học, công việc của bản thân sau này. Và các bạn ơi, khi đầu chương trình diễn ra thì ban tổ chức có thông báo là chúng ta sẽ có một mini game quay thưởng ở cuối chương trình đúng không ạ? Và ngay bây giờ đây thì ban tổ chức xin phép được thực hiện luôn quay thưởng ạ. Chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình để xem những bạn nào sẽ là những cái tên may mắn đây. Rồi, nào, chuẩn bị quay ạ. Vâng, xin chúc mừng bạn Kiều Văn Long với mã số sinh viên PH35311. Không biết là bạn Long có mặt ở trên sân khấu này không ạ? À, ở trên khán phòng này không ạ? Có luôn đúng không ạ? Đâu ạ? Không biết bạn Long đâu nhỉ? Rồi, có vẻ như là bạn Long là người tham gia trên Zoom rồi đúng không ạ? Thế thì người tiếp theo, xin chúc mừng bạn Nguyễn Tuấn Anh với mã số sinh viên PH35627. Ôi giời, bạn Nguyễn Tuấn Anh đâu rồi ạ? Bạn Nguyễn Tuấn Anh cũng về rồi đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng bạn Đỗ Quang Quyết với mã số sinh viên 31368. Rồi, chúng ta đã có 3 gương mặt rất là may mắn rồi. PH24343, xin chúc mừng bạn Lê Văn Tường. Bạn Lê Văn Tường, không biết là có bạn nào từ đầu chương trình đến giờ là ở đây không ạ? Xin chúc mừng bạn Trần Văn Quý với mã số sinh viên 36784. Vâng, như vậy là danh sách các bạn may mắn trúng thưởng thì cũng đã được lộ diện rồi. Và các bạn ơi, các bạn nhớ, các bạn đã trúng thưởng, các bạn nếu không có ở hội trường ngày hôm nay thì chúng ta cũng liên hệ. Chúng ta hãy liên hệ với phòng quan hệ doanh nghiệp để có thể nhận về được những phần quà của mình các bạn nhé. Và ngay bây giờ đây, với những chia sẻ tâm huyết của các vị khách mời, những món quà ý nghĩa được trao đi, thì chương trình Talk Show với chủ đề ngôn ngữ lập trình PHP dưới góc nhìn đa chiều từ nhiều thế hệ xin phép được khép lại tại đây. Và rất cảm ơn sự có mặt chia sẻ của các vị khách mời vô cùng quý báu, các cán bộ giảng viên, phòng ban và các bạn sinh viên ạ. Và sau đây xin kính mời anh Lê Xuân Nguyện và anh Nguyễn Viết Mạnh và thầy Hoàng Văn Thắng, thầy Tống Văn Đức, thầy Tạ Văn Định lên sân khấu và nhận món quà từ ban tổ chức ạ. Vâng, xin mời anh Lê Xuân Nguyện, anh Nguyễn Viết Mạnh ạ.